Chương 41, bị chiết phục đạo sĩ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện. Chấm audio. Thẩm dật kỳ nghệ rất mạnh, nhưng là lại một mực không người bồi bản thân hạ. Bởi vì cái khác cùng hắn ở dưới người, trình độ cũng quá kém. Trong tay hắn cái này kim loại vòng, hắn không biết là bảo vật gì. Đối với hắn cái này phàm nhân mà nói, cũng không có tác dụng gì. Cho nên, đạo sĩ kia muốn, hắn cũng là có thể cho. Đạo sĩ kia thực lực, không cần phải nói, khẳng định là viễn siêu hắn cái này phạm nhân. Đạo sĩ có vượt qua thực lực của hắn, nhưng lại không có trực tiếp cướp đoạt. Mà là lựa chọn nhường hắn đưa yêu cầu, đạo sĩ đến thỏa mãn hắn. Cái này khiến thẩm vật đối đạo sĩ coi như có hảo cảm, cho nên, hắn tự nhiên là nguyện ý cho. Đạo sĩ kia xem xét chính là một cái cao nhân, theo thẩm vật Thô Thiển hiểu rõ. Những thứ này tu tiên cao nhân kỳ nghệ cũng sẽ không chênh lệch hắn hy vọng cái này tu tiên cao nhân có thể nhường thoải mái một chút đạo sĩ nghe thẩm vật yêu cầu về sau không khỏi bật cười tiểu huynh đệ muốn đánh cờ ta thỏa mãn ngươi bất quá ngươi cũng đừng trách ta khi dễ bần đạo tu hành nhiều năm đánh cờ phương diện này đến nay còn không có gặp được đối thủ đạo sĩ tự tin nói dạng này tốt nhất nếu như kỳ nghệ quá kém Ngược lại không có ý nghĩa. Thẩm Vật cũng cười, cái này chính hợp hắn ý. Hắn đối mặt cái này không biết cao thủ, có thể bình tĩnh như thế, cũng hoàn toàn là bởi vì so chính là mình am hiểu, tại hắn am hiểu lĩnh vực, đừng nói là tu tiên giả, liền xem như thần tiên hạ phàm, hắn cũng có thể thông dong đối mặt. Bên này, đạo sĩ chỉ một bên bãi cỏ, tay hắn vung lên, ở bên kia trên đồng cỏ lập tức xuất hiện một cái bàn cờ, hai tấm ghế tại bàn cờ hai bên đặt vào hai bình quân cờ đạo sĩ tùy thân mang theo bàn cờ cái này khiến thẩm vật tin tưởng đây đúng là một cái yêu cờ người hai người đi qua điểm ngồi hai bên thẩm vật làm dấu tay xin mời nói ra đạo trưởng trước hết mời tiểu huynh đệ ngươi trước đi đạo sĩ từ chối nói là ta nói ra khiến đạo trường trước hết mời đây là hợp tình lý mặt khác ta cũng hy vọng đạo trưởng có thể hết sức không nên xem thường ta kẻ phàm nhân này thẩm dật nghiêm túc nói đã tiểu huynh đệ lời đã nói đến đây vậy ta lại cự tuyệt cũng quá không thú vị đạo sĩ dứt lời cầm một quân cờ nhanh chóng rơi xuống tại đạo sĩ lạc tử về sau thẩm dật cũng nhanh chóng cầm lấy một tử rơi xuống lúc đầu cũng không có cái gì nhưng là một lát sau sự tình bắt đầu thú vị bắt đầu Đạo sĩ lạc tử tốc độ càng ngày càng chậm, suy nghĩ thời gian càng ngày càng nhiều. Mà thẩm vật một mực liền không có chậm lại qua, cái này khiến đạo sĩ cảm thấy cảm giác áp bách. Cùng một phàm nhân đánh cờ, nhưng hắn cảm thấy cảm giác áp bách, đây là hắn chưa hề nghĩ tới. Lúc này, lại hồi tưởng trước đó thẩm vật nói tới lời kia. Không nên xem thường hắn cái này phàm nhân. Đạo sĩ ngay từ đầu muốn nói không coi thường, đó là không có khả năng bởi vì hắn sống mấy ngàn năm, gặp qua rất nhiều ván cờ. Tu tiên với những cái kia ván cờ, cũng không phải phạm nhân đoàn thể bên trong có thể so sánh. Thậm chí, hắn còn nhìn qua một chút tiên nhân lưu lại tàn cuộc. Thế nhưng là, lúc này hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Thẩm vật nhìn xem đạo sĩ đánh cờ càng ngày càng chậm, mà lại đạo sĩ lạc tử mạch suy nghĩ, hắn cũng đều có thể nhìn thấu, hắn nơi này ngược lại là cảm giác không thú vị. Cái này cùng hắn tưởng tượng, một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh cờ xuất nhập có chút lớn. Lại một lát nữa, đạo sĩ phát hiện, ván cờ xuất hiện vấn đề. Thẩm dật chỗ xuống quân cờ, bắt đầu phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Những quân cờ này, trên bàn cờ, tạo thành trận thế, tự thành thiên địa. Tại thẩm dật quân cờ vây quanh con cờ của hắn lúc, hắn tự thân cũng cảm giác bị vây quanh, mà lại, cái kia ván cờ ở giữa sát ý, cũng đánh úp về phía hắn. Theo thẩm vật ưu thế càng lúc càng lớn, đạo sĩ cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn. Áp lực này là tính thực chất. Hắn cần điều hành tự thân nguyên thần đến đối kháng, hắn lúc này trên trán tràn đầy đại hán. Thẩm vật nhìn xem đạo sĩ bộ dáng, chỉ cảm thấy kinh ngạc. Đạo sĩ kia một cái tu tiên giả, cờ thua thì thua, có cần phải có áp lực lớn như vậy sao? Tu tiên giả tâm lý tố chất có kém như vậy sao? Nghĩ đến cái này, thẩm giật cũng không kéo, lựa chọn nhanh nhất kết thúc ván cờ phương thức. Tại kết thúc ván cờ cuối cùng một tử rơi xuống lúc. Phốc. Đạo sĩ một ngụm máu phun tới, vẫy vào trên bàn cờ. Thẩm giật người đều choáng ván, hắn vội vàng nói. Đạo trưởng, ngươi thế nào, không đến mức đi. Một ván cờ mà thôi, thua thì thua, không có gì. Đạo sĩ thì là nhìn về phía thẩm giật, một mặt thành khẩn nói. Tại hạ mạo mùi xin hỏi, không biết tiền bối xưng hô như thế nào tại hạ thẩm vật đạo trưởng ngươi gọi tên ta liền tốt thẩm vật nói thẩm vật thẩm tiền bối trước đó vãn bối không biết tiền bối là cao nhân nếu có chỗ mạo phạm mong được tha thứ đạo sĩ trịnh trọng xin lỗi cái gì có cao nhân hay không cũng liền hạ hạ cờ giải trí mà thôi không có gì thẩm vật nói hắn lý giải đạo sĩ cho rằng cao nhân Nói là tại đánh cờ của hắn cao siêu. Ở phương diện này, hắn đúng là cao nhân. Bất quá, tại thế giới cường giả vi tôn này, đây quả thật là không thể quá tự cho là đúng. Thẩm tiền bối kỳ nghệ vãn bối không có tư cách bình phán, hôm nay nhìn thấy tiền bối kỳ nghệ, là ta tam sinh hữu hạnh. Đạo sĩ nói. Đạo sĩ cũng không cho rằng thẩm vật là phạm nhân, thậm chí, trước đó nói tới cái kia không nên xem thường ta kẻ phạm nhân này cũng làm cho hắn cảm thấy là thẩm vật một loại nào đó ám chỉ. Hắn cho rằng thẩm vật chính là một vị ẩn cư ở đây cao nhân, thực lực cũng xa ở trên hắn cao nhân. Trước đó thẩm vật còn nói hoàng lượng rất yếu, một phàm nhân không có khả năng nói hợp thể cảnh giới yêu thú yếu, một phàm nhân không có khả năng đánh cờ lúc có thể bố trí xong cờ trận, tùy tiện làm bị thương hắn. Cho nên hắn chắc chắn thẩm vật chính là một vị không nguyện ý thừa nhận ẩn thế cao nhân. Đối với đạo sĩ những thứ này lời khen tặng, thẩm giật rất thoải mái. Nhưng hắn không có tung bay, hắn đem vạn yêu luân đưa cho đạo sĩ, nói ra. Thứ này cho ngươi đi. Đạo sĩ vội vàng dừng tay, nói ra. Vạn bối kỳ nghệ quá mức kém cỏi, chưa thể bồi tiền bối tận hứng, không dám muốn. Mà lại, nó rơi xuống trong tay tiền bối, là phúc phần của nó, liền để nó lưu tại tiền bối nơi này đi. Ách! Thẩm vật không nghĩ tới, bản thân cái này tổng thể, có thể đem đạo sĩ này tin phục đến tận đây. Thẩm vật cũng không cưỡng ép trả lại, mà là hỏi. Nó là bảo vật gì, có tác dụng gì? Nó gọi vạn yêu luân, tác dụng chính là chấn nhiếp yêu thú. Đây là lúc trước chúng ta tông môn hơn 10 vị tiền bối liên thủ chế tạo. Có một lần, chúng ta tông chủ ra ngoài hàng yêu, chỉ điểm một cái trong lòng còn có thiện ý tiểu yêu về sau tông chủ đem cái này vạn yêu luân ban cho hắn từ hắn đến trấn trụ vạn thú sơn bầy yêu về sau hắn cùng nhân loại tu sĩ đạt thành thỏa thuận vạn thú sơn bầy yêu không ra làm hại đáng tiếc về sau có người biết được vạn yêu luân trong tay hắn liền ẩn núp đến vạn thú sơn bên trong người kia cướp đi vạn yêu luân hắn cũng chết tại vạn thú sơn dẫn đến vạn thú sơn quyền lực thay đổi ta phụng mệnh tới trước đoạt lại vạn yêu luân, cùng cái kia đánh cắp vạn yêu luân người giao thủ. Đem người kia đã thương, vạn yêu luân cũng tại lúc giao thủ, từ không trung rơi xuống. Đạo sĩ đem liên quan tới vạn yêu luân cố sự êm tai nói, nghe thẩm giật cũng là say sưa ngon lành. Chỉ là, hắn có một nghi vấn nho nhỏ. Đạo trưởng ngươi không phải nói cái này vạn yêu luân là chấn nhiếp yêu thú, cái kia vạn thú sơn yêu thú này sao có thể sử dụng đây? Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 42 Càng không một khí tông Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đối với thẩm vật nghi hoặc, đạo sĩ sau đó cũng giải thích. Cái này vạn yêu luân là bọn hắn tông môn chế tạo, cho nên, bọn hắn tông chủ lựa chọn yêu thú, sẽ thu hoạch được bảo vật này tán thành, tự nhiên cũng sẽ không bị vạn yêu luân làm bị thương. Buồn cười là, vạn thú sơn những yêu thú khác coi là cái này vạn yêu luân là cái gì yêu đều có thể sử dụng, còn huyễn tượng lấy thu hoạch được vạn yêu luân về sau, trấn trụ vạn thú sơn, trở thành mới yêu vương. Hoàng lượng cũng là bởi vì không rõ ràng cái này vạn yêu luân là bọn hắn yêu thú khắc tinh, đưa tay đi lấy, tự nhiên là muốn bị vạn yêu luân trấn áp. Đạo sĩ giải hoặc cũng làm cho thẩm giật minh bạch tại sao hoàng lượng trước đó nhào vào trên mặt đất dậy không nổi hắn biết cái này vạn yêu luân chỗ lợi hại về sau, lại lần nữa đem vạn yêu luân đưa cho đạo sĩ, nói ra. Bảo vật này trọng yếu như vậy, lại là các ngươi tông môn trọng bảo, đạo trưởng thu hồi đi. Lần này tông chủ để cho ta tới trước, chính là hy vọng ta lựa chọn một cái người thích hợp, sau đó nhường hắn dùng vạn yêu luân trấn trụ vạn thú sơn bày yêu. Nhưng bây giờ vạn yêu luân tại trong tay tiền bối, giao cho tiền bối lựa chọn nhân tuyển càng thêm phù hợp. Đạo sĩ nghiêm túc nói không biết đạo trưởng xưng hô như thế nào? Thẩm giật hỏi. Thanh hư. Đạo sĩ trả lời. Thanh hư đạo trưởng, theo ta đến ta hàng xá đi uống một chén lại đi thôi. Thẩm giật mời nói. Thanh hư khăng khăng không cần cái này vạn yêu luôn, hắn cũng không còn tiếp tục khuyên. Bởi vì hắn trong lòng xác thực có một cái phù hợp cái này vạn yêu luân nhân tuyển. Người này chính là tại tứ phương thành làm bạch y bộ khoái bạch mộ tuyết. Bạch Mộ Tuyết là vì tứ phương thành địa bàn quản lý bách tính mưu bình an, nhưng bây giờ vạn thú sơn xuống núi yêu thú dần dần tăng nhiều. Mà lại, hắn cường độ cũng sẽ không ngừng tăng cường. Nếu để cho Bạch Mộ Tuyết đạt được cái này vạn yêu luân, cái kia giải quyết những cái kia yêu thú cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, cũng có thể bảo hộ đến càng nhiều người. Tiền bối mời, ta liền từ chối thì bất kính. Thanh hư cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận thẩm giật mời nơi này cự ly tiêu giao cư không xa chỉ chốc lát hai người đã đến tiêu giao cư đi vào tiêu giao cư bên ngoài thanh hư nhìn không được dừng bước hắn dừng lại chuyện cần làm dĩ nhiên chính là nhìn một chút trước mắt môn này biển hắn tò mò hỏi tiền bối chữ này là ngươi tự tay viết Ừm. thẩm vật gật gật đầu thẩm vật cũng không ngoài ý muốn dù sao đi vào hắn người nơi này cũng không ít tu tiên giả những người tu tiên kia ai nhìn thấy hắn nơi này cánh cửa biển đều sẽ kinh ngạc nghĩ không ra ở chỗ này còn có thể gặp qua tiền bối cao nhân như vậy ta lần này thật có thể nói là là đùng phải đại cơ duyên thanh hư cảm khái nói thẩm vật đẩy ra tiểu viện đi vào trong nội viện tiền bối ngươi đã đến bắc minh cầm nghe được đẩy cửa thanh âm quay người nhìn lại nhìn thấy thẩm vật bên cạnh còn đi theo một cái đạo sĩ nạn lấy làm kinh hãi bởi vì đạo sĩ kia đạo bào, nàng nhận biết. Người này không phải Chiêu Vân Quốc, Chiêu Vân Quốc chỉ là Nam Chim Châu một phần nhỏ. Mà cái này đạo bào, thì là Nam Chim Châu một cái tên là càng không nhất khí tông đạo bào. Cái này tông môn, là Nam Chim Châu Ngũ Đại Tông một trong. Nam Chim Châu Ngũ Đại Tông, cơ hồ chế định toàn bộ Nam Chim Châu tu tiên giới quy tắc, bởi vậy có thể thấy được cái này nằm cái tông môn cường thế. Giống bọn hắn thiên âm thánh địa, tại Chiêu Vân Quốc là rất mạnh. Nhưng là, phóng tới toàn bộ Nam Chim Châu, bọn hắn chỉ có thể làm quy tắc tuân thủ người. Mà lại, thanh hư khí tức, nhưng nàng có thể khẳng định, người này tại càng không nhất khí tông, hẳn là cũng không đơn giản. Bởi vì thanh hư khí thế, so với nàng sư phụ còn mạnh hơn rất nhiều. Tiền bối, khách tới. Bắc Minh cầm đi tới. Thanh hư đạo trưởng, vị này là ta tiêu giao cư nha hoàng, gọi Bắc Minh cầm cầm nhi, vị này là trên đường gặp phải thanh hư đạo trưởng. Thẩm giật cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu nói. Cầm nhi cô nương không hổ là đi theo tiền bối người, như thế thiên phú, tại ta tông có thể so sánh, cũng bất quá một hai người. Thanh hư cảm khái nói. Bắc minh cầm thiên phú, thật lấy ra cùng càng không nhất khí tông ưu tú nhất đệ tử so, vốn là không đủ. Nhưng là, nàng tại thẩm giật nơi này thu được nhiều lắm kỳ ngộ. Tại đột phá lúc, càng là ngưng tụ có thể cầm tâm thánh anh. Cho nên nàng có thể cùng càng không nhất khí tông ưu tú đệ tử so sánh. Tiền bối quá khen rồi. Bắc Minh cầm hạ thấp người trả lời. Nàng nhận ra thanh hư lai lịch, tự nhiên biết càng không nhất khí tông đệ tử cũng là dạng gì thiên phú. Đạo trưởng là uống rượu, vẫn là uống trà. Thẩm giật hỏi. Hắn cũng không biết cái này tu tiên đạo sĩ, có thể hay không nói một chút giới luật uống trà đi thanh hư cũng không phải không uống rượu chỉ là so sánh với rượu hắn càng ưa thích trà cầm nhi đi lấy trà tới thẩm vật phân phó nói tại bắc minh cầm đi lấy trà thời điểm nhi cắp hướng phía bên này chạy tới nó chạy tới nhìn xem thẩm vật trong tay vạn yêu luân nhìn qua thứ này nó cố nén bản thân nước mắt bởi vì thứ này nó biết đây là nó phụ vương trước đó bảo bối vạn yêu luân Hiện tại bảo bối này xuất hiện tại thẩm vật trong tay, nó không khỏi đang nghĩ, cái kia hại nó phụ vương người kia, có phải hay không bị thẩm vật giết. Nhị Cáp cũng chỉ là nhìn xem, cũng không dám hỏi. Mà Thanh Hư nhìn xem Nhị Cáp, nhìn không được chăm chú nhìn thêm. Hắn nhìn ra được đây là Lan Yêu, mà lại, huyết mạch này không phải là vạn thú sơn trước đó Lan Vương dòng dõi sao. Cái kia Lan Vương, cũng chính là lúc trước bọn hắn tông chủ chỉ điểm hắn không nghĩ tới ở chỗ này thấy được thế mà bị thẩm vật chứa chấp tiền bối nó là lúc nào đi theo ngươi thanh hư tò mò hỏi mấy tháng trước đến đến nơi này của ta nhìn nó đáng thương liền đem nó thu dưỡng nhị cáp hắn cũng rất ngoan ngoãn thẩm vật nói nhị cáp nhị cáp là tên của nó tên rất hay thanh hư câu nói này là ít có trái lương tâm chiên ngôn về sau nhị cấp đi ra, lúc này Thanh Hư Lực chú ý nhìn về phía Thẩm Tâm. Nếu như nói Bắc Minh Cầm Thiên Phú là cùng bọn hắn tông môn đệ tử ưu tú nhất tương xứng, cái kia Thẩm Tâm Thiên Phú chính là bọn hắn tông môn các đệ tử cũng không cách nào sánh được. Tiền bối, đứa nhỏ này là. Như thế thiên chi kiêu tử, bất kỳ người nào cũng không có khả năng nhịn xuống không hỏi. Nghĩa tử của ta, gọi Thẩm Tâm, Tâm Nhi, cho Thanh Hư đạo trưởng chào hỏi thẩm vật đối thẩm tâm nói đạo trưởng tốt ngươi từ lễ vật cho ta không thẩm tâm thiên chân vô tà nói lễ vật có thanh hư cười to sau đó lấy ra một cái bạch sắc ngọc bội đạo trưởng tiểu hài tử nói lung tung không cần coi là thật thẩm vật khuyên nhủ đồng thời quát lớn thẩm tâm một câu tầm nhi đứa bé không nên tùy tiện liền muốn lễ vật tiền bối Đứa nhỏ này ta nhìn cũng rất ưa thích. Mà lại, đây cũng không phải là vật gì tốt. Chính là cho hắn đeo, có thể nho nhỏ bảo hộ hắn và tăng một chút hắn thu nạp." Thanh Hư nói. Thanh Hư lời này là phát ra từ thật lòng, thẩm tâm dạng này thiên tài. Nếu như là tại nhà khác, hắn khẳng định phải thu làm đệ tử. Nhưng là, thẩm giật nghĩa tử. Hắn nghĩ như thế nào cũng sẽ không cảm thấy cần hắn đến dạy bảo, không thể dạy đạo có thể giúp được hắn đây cũng là cực tốt tương lai đứa nhỏ này thành dụng cụ hắn cũng coi là có một điểm công đạo trưởng ngươi cái này quá khách khí cái này đảm đương không nổi cái gì hai người lẫn nhau từ chối một phen về sau cuối cùng vẫn là cho thẩm tâm chỉ chốc lát bắc minh cầm dẫn theo ấm trà đi ra đang thưởng thức thẩm vật trà lúc thanh hư biểu hiện ra cùng quý xuân thu bọn hắn không sai biệt lắm tình huống thẩm vật trà nhưng hắn tiến một bước khẳng định thẩm vật thân phận. Thanh hư cũng không ở đây dừng lại lâu, dù sao hắn chuyện lần này cũng coi là hoàn thành. Cứ việc cùng dự đoán hoàn toàn không giống, nhưng hắn vẫn là cần trở về cùng tông môn thông báo một chút. Thanh hư sau khi đi, thẩm vật đem vạn yêu luân giao cho Bắc minh cầm, nhưng nàng mang theo, mang đến tứ phương thành. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 43 Yêu tộc thiếu nữ nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tứ Phương Thành, Bạch Mộ Tuyết dẫn đầu bộ hạ Bạch Y bộ khoái đuổi trở về. Một đoàn người, không có chỗ nào mà không phải là trên thân bị thương. Đặt ở trước kia, đây là không cách nào tưởng tượng sự tình. Hôm nay nếu như không phải là bởi vì Bạch Mộ Tuyết là nguyên anh cao thủ, kiếm pháp siêu tuyệt, chỉ sợ không phải thụ thương đơn giản như vậy, không biết muốn có bao nhiêu người chết tại yêu thú trong tay. Hôm nay trở lại Tứ Phương Thành, rất nhiều bạch y bộ khoái đều bày tỏ muốn rời khỏi mặc dù bọn hắn đều là nói muốn về tông môn đi viện binh nhưng là có bao nhiêu người trong lòng là có ý nghĩ khác không ít người cũng không nguyện ý trở lại mặc dù làm bạch y bộ khoái có thể có được không ít chỗ tốt nhưng những thứ này cùng tính mạng của mình so ra ai quan trọng hơn liếc qua thấy ngay đối với thỉnh cầu của bọn hắn bạch mộ tuyết cũng không có khả năng ngăn cản dù sao tâm tản cưỡng ép lưu tại nơi này cũng không có sức chiến đấu gì bạch mộ tuyết ngồi tại bản thân vị trí bên trên nàng muốn đi mời thẩm vật hỗ trợ bây giờ cục diện thẩm vật không xuất thủ nàng cảm giác bọn hắn ngự kiếm tông tới cũng không có khả năng giải quyết lần này yêu thú làm loạn gần đây không đoán được yêu thú thực lực không ngừng tăng cường nàng biết là vạn thú sơn cường đại yêu thú đang lục tục trời núi bọn hắn nữ kiếm tông hiện nay thực lực mạnh nhất là tông chủ tần tự vẹn vẹn xuất khiếu cảnh giới mà thôi cái này cùng vạn thú sơn những cái kia cường đại yêu thú nhưng không cách nào so nàng muốn đi nhưng lại lo lắng thẩm vật không nguyện ý dù sao nàng không gặp thẩm vật xuất thủ dựa theo bọn hắn tông môn suy đoán thẩm vật khả năng cũng không sẽ ra tay tại nàng khó xử thời khắc đột nhiên có một cái bạch y bộ khoái từ bên ngoài chạy vào bẩm báo nói thủ lĩnh bên ngoài có một người cầu kiến người nào bạch mộ tuyết hỏi người kia tự xưng bắc minh cầm nói là theo tiêu giao cư tới cái này bạch y bộ khoái trả lời nhanh đi mời không ta tự mình đi thôi bạch mộ tuyết đứng dậy nhanh chóng hướng phía bên ngoài tiến đến nàng đi vào ngoài phòng lúc thấy được cầm trong tay vạn yêu luân bắc minh cầm cầm nhi cô nương là thẩm tiền bối để ngươi tới Bạch Mộ Tuyết tò mò hỏi. Bạch Mộ Tuyết cũng không biết Bắc Minh cầm là thiên âm thánh địa thánh nữ, không phải vậy, nàng khả năng liền muốn đổi giọng. Ừm. Bắc Minh cầm gật gật đầu. Bạch Mộ Tuyết sau đó đem Bắc Minh cầm mời đến phòng, vào trong nhà về sau, nàng hỏi: "Thẩm Tiền bối để ngươi đến, là không phải là bởi vì vạn thú sơn sự tình?" "Vâng, đây là tiền bối để cho ta giao cho ngươi." Bắc Minh cầm đem vạn yêu luân đưa cho Bạch Mộ Tuyết đây là bảo vật gì? Bạch mộ tuyết cũng không nhận ra vạn yêu luân. Vạn yêu luân nàng là nghe nói qua, nhưng là, chưa thấy qua, cũng không có người miêu tả qua bộ dáng của nó. Cho nên, nàng liền xem như gặp được, cũng nhận không ra món bảo vật này. Đây là vạn yêu luân, là tiền bối theo càng không nhất khí tông một vị tiền bối nơi đó lấy ra. Bảo vật này có thể trấn áp yêu thú, tiền bối biết ngươi bây giờ đang cùng vạn thú sơn đi ra yêu thú chiến đấu, liền để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Bạch mộ tuyết nói. Vạn yêu luân. Truyền thuyết đây không phải vạn thú sơn lan vương bảo vật sao? Bạch mộ tuyết ngạc nhiên nói. Đây vốn là càng không nhất khí tông bảo vật, là càng không nhất khí tông truyền cho lan vương. Mà lan vương cũng làm cho vạn thú sơn chúng yêu không hạ sơn nguy hại thế nhân. Mấy tháng trước, lan vương bị người hại chết, bảo vật này bị người khác lấy đi, là càng không nhất khí tông cao thủ đi đoạt lại. Bắc Minh cầm giải thích nói. Đương nhiên, nàng biết đến những thứ này, cũng là thẩm giật cùng nàng nói. Cầm nhi cô nương, ngươi sau này trở về, thầy ta hướng thẩm tiền bối nói lời cảm tạ. Chờ ta giải quyết cái này tứ phương thành địa bàn quản lý yêu hoạn, ta lại đi tiêu giao cư tự mình bái tạ. Bạch mộ tuyết trịnh trọng nói. Bạch mộ tuyết lúc này, chắc chắn sẽ không từ chối món bảo vật này bởi vì hiện tại quá cần nếu như nàng từ chối vạn yêu luân vậy tương đương là hại rất nhiều người tính mệnh ta sẽ dẫn đến bắc minh cầm trịnh trọng nói đa tạ bạch mộ tuyết ông quyền nói cám ơn vạn yêu luân ta cũng dẫn tới vậy ta sẽ không quấy rầy bắc minh cầm cũng không ở chỗ này lưu thêm sự tình hoàn thành nàng khẳng định phải nhanh đi về cùng lúc đó tại cửu đình sơn bên ngoài cách đó không xa một cái nhỏ trên sườn núi, nơi này nằm một cái huyết y lão giả. Lão giả này nhìn qua Lục Tuần chi phối, y phục của hắn vốn là bạch sắc, nhưng là lúc này phía trên bị máu tươi của hắn nhuộm dần, đã thành huyết sắc. Hắn nằm tại cái này trên sườn núi, tại hắn trên không, xuất hiện một cái nhũ bạch sắc vòng xoáy. Không ngừng có thiên địa linh khí chảy vào trong cơ thể của hắn, hắn ngay tại hấp thụ linh khí, điều dưỡng tự thân thương thế. Chỉ chốc lát, Đột nhiên một đạo hồng quang xẹt qua, là một cái hồng y thiếu nữ bay tới nơi này. Thiếu nữ này nhìn qua 17-18 chi phối, một thân hồng y là hỏa diễm hỏa hồng sắc, mà không phải huyết dịch như thế hồng sắc. Tóc nàng kim hoàng sắc, da thịt như tuyết, giống như một cái hỏa tinh linh. "Sư phụ, ngươi làm sao bị thương thành dạng này?" Nàng vội vàng đi lên trước, muốn đưa tay đi đem lão giả nâng đỡ. Bất quá, tay nàng mới vừa đưa tới lão giả liền vội vàng ngăn trở liền đứng ở nơi đó không nên động ta đã không cứu nổi dựa vào bí thuật kéo dài tính mạng chính là hy vọng có thể chờ ngươi tới cùng ngươi bàn giao một ít lời lão giả nói sư phụ ngươi không phải lấy được vạn yêu luôn sao làm sao bị thương thành dạng này là ai đem ngươi tổn thương thành như vậy thiếu nữ mười điểm hoang mang nói là càng không nhất khí tông người càng không nhất khí tông phái thanh hư người đạo sĩ thúi kia tới hắn cũng là tự tin muốn đã thương về sau biết ta hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên cũng không có đuổi theo nếu không ta sợ là cùng ngươi cơ hội nói chuyện cũng bị mất lão giả cười khổ nói càng không nhất khí tông bọn hắn làm sao nhanh như vậy thiếu nữ nói bọn hắn trên vạn yêu luân có tả hữu thủ cước vạn yêu luân nếu như thay chủ bọn hắn là biết đến cái này ta trước đó cũng không nghĩ tới, buồn cười ta mưu đồ nhiều năm, bây giờ lại là kết cục này. Diễm Nhi, đây là ta lúc đầu tại một chỗ bí cảnh bên trong lấy được công pháp, rất thích hợp ngươi. Lúc đầu ta là tính toán đợi ngươi đột phá tới động hư cảnh giới sau lại truyền cho ngươi. Hiện tại đã đợi không kịp, chính ngươi cẩn thận cất kỹ, chờ đột phá đến động hư về sau, tự tự mình tu luyện. Trong tay hắn gọi ra một quyển sách đến, đưa về phía thiếu nữ thiếu nữ vội vàng quỳ trên mặt đất hai tay tiếp nhận làm sao ngươi tới nhanh như vậy khó nói là có chuyện gì tới đây sao lão giả sau đó lại hỏi là ta nghĩa huynh để cho ta tới hắn lưu lại hoàng lượng ở chỗ này làm việc nhưng lại không yên lòng hắn liền để cho ta đến đây thiếu nữ nói nguyên lai là dạng này ngươi về sau cách ngươi cái kia nghĩa huynh xa một chút cẩn thận bị hắn tính kế nếu có cơ hội Tốt nhất trời đi vạn thú sơn đi, càng không nhất khí tông đã tìm đến vạn yêu luân, cái kia không chừng sẽ thuận tay diệt vạn thú sơn. Lão giả hảo tâm khuyên, tuy nói hắn không phải người tốt lành gì, nhưng đối với đệ tử của mình vẫn là hết sức quan tâm. Bây giờ vạn thú sơn yêu vương tính cách hắn cũng là có thể nhìn ra được, nếu như hắn còn sống, vạn thú sơn yêu vương không dám đối với hắn độ để thế nào. Nhưng nếu là hắn chết, không chừng yêu vương sẽ từ lúc nào? vì hắn lợi ích của hắn, đối với hắn độ đệ này ra tay. Đệ tử ghi nhớ tại tâm, chờ ta làm lần này sự tình, sau khi trở về liền hướng nghĩa huynh hắn tạm biệt, đi tìm một chỗ an tâm tu luyện. Thiếu nữ nói, tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 44 Bồ Tát Bắc Yêu Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Diễm, đây chính là thiếu nữ danh tự. Nàng là một chiếc cổ đăng tu luyện thành tinh, sư phụ nàng là nhân loại tu sĩ cũng chính là lúc này nằm ở chỗ này thoi thóp lão giả sư phụ nàng đối nàng vô cùng tốt lúc này nhìn thấy hắn muốn đi thế trong nội tâm nàng vốn nên là rất bi thương nhưng là nàng phát hiện bản thân lại là dị thường bình tĩnh nàng vừa mới hóa hình lúc sư phụ nàng liền cùng nàng nói qua nàng mặc dù hóa hình người nhưng là còn không có tu luyện ra một khỏa nhân tâm nàng sẽ không muốn người bình thường có thất tình lục dục. Sư phụ nàng trên mặt đất nhìn xem nàng, nói ra. Chờ sau khi ta chết, đem ta hỏa tán đi. Ta cũng không muốn bản thân sau khi chết, thi thể bị những cái kia rắn, côn trùng, chuột, kiến ăn. Rõ. Nàng gật gật đầu. Ngươi không có thất tình lục dục, cũng không biết là tốt là xấu. Bất quá, về sau ngươi tu luyện ta đưa cho ngươi cái kia bộ công pháp, hẳn là sẽ chậm rãi có được người tình cảm lão giả nói xong tán đi không trung vòng xoáy không trung vòng xoáy linh khí biến mất về sau trên người lão giả sinh mệnh khí tức nhanh chóng xói mòn cuối cùng lại không nửa điểm khí tức lão nhân sau khi qua đời diễm trên tay toát ra một ngọn lửa đem lão nhân thi thể cho đốt cháy thi thể đốt cháy về sau một chỗ cho cốt rất nhanh liền bị gió cho dương duy chỉ có hắn linh giới vẫn còn trên mặt đất cái này linh giới diễm khẳng định phải thu nàng đem linh giới nhặt lên mang lên về sau liền rời khỏi nơi này hướng phía cửu đình sơn phương hướng đi đến nàng vừa đi một bên tự lẩm bẩm nghĩa huynh không phải nói hoàng lượng ở chỗ này chờ ta sao làm sao không có cảm giác đến khí tức của hắn bất quá hoàng lượng mặc dù không tại nàng vẫn là phải đi làm nhiệm vụ của nàng nàng trước khi đến vạn thú sơn yêu vương nói nhưng nàng tại cửu đình sơn cái kia tiêu giao cư bên ngoài chờ người ở bên trong đi ra sau đó nghĩ biện pháp theo người kia nơi đó đoạt lại thiên linh tinh nếu như có thể lại đem lang vương nhi tử mang về nàng biết yêu vương nhường nàng mang lang vương chi tử trở về là coi là vạn yêu luân tại nó nơi này nhưng chính nàng rất rõ ràng lúc trước vạn yêu luân là bị sư phụ nàng lặng lẽ mang đi hiện tại nàng suy đoán hẳn là tại càng không nhất khí tông trong tay nàng chuẩn bị đi tiêu giao cư nhìn một chút bởi vì hoàng lượng không có ở đây nàng không biết thiên linh tinh có phải hay không bị hoàng lượng mang đi đành phải đi xác nhận một chút thuận tiện nàng cũng tò mò nàng nghĩa huynh bọn hắn nói không có cách nào đi vào cái này tiêu giao cư đến cùng là cái dạng gì địa phương chỉ chốc lát nàng liền tới đến tiêu giao cư bên ngoài tiêu giao cư cửa đang đóng nhìn xem cánh cửa biển trên chữ từ đó quả thật có thể nhìn thấy có đại đạo quỷ tích có thể viết ra chữ này người hiển nhiên là đạt được cao nhân nàng đứng ở trước cửa suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi lên gõ cửa nàng đi lên về sau đưa tay hướng về phía trước hướng cánh cửa gõ đi nhưng mà tay nàng sắp tới gần nơi này cánh cửa thời điểm môn này đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy sau đó một cỗ lực lượng vô hình truyền đến giống như có một bàn tay vô hình bắt lấy nàng trực tiếp đưa nàng cho kéo gần lại trong môn phái tại nàng thấy rõ trước mắt tình trạng lúc, giật nảy mình. Bởi vì ở trước mặt nàng, thế mà đứng đấy một tôn tượng Bồ Tát. Cái này tượng Bồ Tát là một điêu, có một người bình thường cao. Phía trên tản ra Phật quan, tượng Bồ Tát mắt, tự như là đang nhìn nàng. Cái này đây là sống hay sao? Nàng lẩm bẩm nói. Nàng vừa dứt lời, nhìn thấy cái kia tượng Bồ Tát lập tức động. Tượng Bồ Tát vương tay, hướng nàng nơi này che lại đến, đồng thời phát ra thanh âm uy nghiêm còn không mau mau hiện hình nghe thanh âm này diễm lập tức cảm giác thân thể của mình giống như không bị khống chế cái này tượng bồ tát tay che khi đi tới nàng biến thành một chiếc cổ đăng không cách nào động đậy chỉ có thể nhìn xem cái này tượng bồ tát đưa tay nắm chặt eo của nàng tượng bồ tát cầm nàng đi vào nhà bất quá vừa đi đến môn khẩu lúc đột nhiên liền đem nàng cho ném trên mặt đất cái này tượng Bồ Tát thế mà hóa thành một đạo lưu quan, bay vào trong nhà. Nàng bị quẳng xuống đất, rời cái mông ngồi sổng đau. Mà lúc này, nàng nghe được tiếng mở cửa. Là bởi vì người đến, cái kia quỷ dị pho tượng mới tranh thủ thời gian chạy. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Cái kia tượng Bồ Tát sợ hãi mở cửa người tới, cái này khiến nàng minh bạch, người tiến vào, chỉ sợ là một cái lợi hại hơn. Nàng muốn rời khỏi, sợ là không có hy vọng nàng cũng không dám biến trở về hình người liền duy trì cái này đèn bộ dáng chỉ chốc lát nàng nhìn thấy người đến một cái tuấn công tử nhìn qua còn giống như là cái phàm nhân hắn lôi kéo một đứa bé tiểu hài tử nhìn qua mới vừa biết đi đường ở bên cạnh hắn còn có một cái lan yêu bất quá lúc này cái này lan yêu nhu thuận tự như một con chó giống như tiến đến tự nhiên là thẩm vật Thẩm tâm, nhị cáp. Thẩm giật một tay lôi kéo thẩm tâm, một cái tay dẫn theo một chút đồ ăn. Nhìn qua nhị cáp, Diễm lập tức nhận ra được. Dù sao Lan Vương chi tử, trước kia bọn hắn thường xuyên gặp mặt. Nàng may mắn chính là, lúc ấy Lan Vương cũng không biết bản thể của hắn. Cho nên, nhị cáp xem cho tới bây giờ nàng, cũng sẽ không nhận ra nàng tới. Nghĩa huynh nói Lan Vương chi tử bây giờ đi theo một phàm nhân, hẳn là cái này đi thế nhưng là hắn thật là phàm nhân sao vừa mới cái kia tượng bồ tát là đang sợ cái gì sợ hải lan vương chi tử đây không có khả năng đứa trẻ kia cũng không có khả năng hắn cái này phàm nhân sợ là giả vờ a à. diễm không có người tình cảm cho nên cũng càng thêm lý trí tình cảnh này nàng còn có thể tỉnh táo phân tích tình huống hiện tại thẩm giật buông ra thẩm tâm về sau bản thân chuẩn bị đi vào nhà rửa rau nấu cơm kết quả đi tới cửa bên cạnh lúc thấy được một chiếc cổ đăng gặp quỷ nơi này tại sao có thể có đèn mà lại cái này đèn ngã trên mặt đất làm sao cũng không có dập tắt thẩm dật tò mò xoay người nhặt lên cầm lấy cái này cổ đăng nhìn một chút hắn phát hiện cổ đăng bên trong quả thật có chút dầu chỉ là những thứ này dầu vừa mới thế mà không có đổ ra đi không đơn giản thẩm giật cầm lên một bên giò xét, một vừa lầm bầm lầu bầu. Đến cùng là thế nào xuất hiện ở đây? Người nào ném vào tới? Vẫn là nói, lại là cái nào đó tu tiên giả bảo vật. Từ trên cao vứt xuống đến, xuống tới đây. Tiếp tục như vậy, ta ban đêm lúc ngủ, sẽ không bị thứ gì rơi xuống đập chết đi. Đây là phạm nhân. Vẫn là giả bộ. Diễm lúc này có chút không dám khẳng định bởi vì thẩm dật nói tới những lời này xác thực quá muốn một người bình thường thế nhưng là hắn là một người bình thường vừa mới cái kia tượng bồ tát làm sao lại sợ đâu thẩm dật cầm cổ đăng đẩy cửa ra đi vào chuẩn bị cho nó tìm thả ra bất kể có phải hay không là trên trời rơi xuống tới tu tiên giả bảo vật trước tạm thời tìm vị trí đặt vào nếu như tương lai có người tìm đến đem nó trả lại người khác liền tốt nếu như không người đến tìm Vậy liền tự mình dùng đến cũng rất tốt. Thẩm dật vừa mới quan sát cái này cổ đăng, phát hiện chất liệu rất không bình thường, đây cũng là rất có giá trị. Vào trong nhà, hắn quét một vòng, đi đến bên tường một trương bàn dài bên cạnh. Cái này bàn dài phía trên, đặt vào nhiều loại mộc điêu, những thứ này, đều là hắn tương đối hài lòng kiệt tác. Tục ngữ nói, thanh đăng cổ Phật. Mặc dù ngươi chỉ là cái Bồ Tát, nhưng có một cái cổ đăng làm bạn cũng so sánh phù hợp thẩm giật nói, đem diễm đặt ở một cái Bồ Tát pho tượng bên cạnh. Cái này tượng Bồ Tát hai thước không đến, bất quá, diễm nàng nhìn xem cái này tượng Bồ Tát, nàng có thể khẳng định, chính là đem bản thân nắm chặt đến, đánh về nguyên hình cái kia tượng Bồ Tát. Lúc này tượng Bồ Tát liền lặng lặng tại cái kia, thấy thế nào đều là một cái bình thường một điêu. Thế nhưng là, trong mắt của nàng, nàng có thể nhìn thấy tượng Bồ Tát trên thân tán phát Phật quan. Không chỉ có như thế, ở chỗ này cái khác một điều, đều không bình thường. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 45 Thanh Hư xin giúp đỡ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Diễm phát hiện, cái này một trương bàn dài phía trên một điêu. Có Phật quan phổ chiếu Bồ Tát, cũng có cưỡi trâu thần bí lão ông, còn có một thân hạo nhiên chính khí lão ông tóc trắng, còn có một thân sát khí. Đeo kiếm nhìn trời kiếm khách, còn có ma khí trùng thiên quái vật pho tượng. Nàng cuối cùng trí tưởng tượng của mình cũng không cách nào tưởng tượng. Nàng nghĩ không ra, đến cùng là hạng người gì mới có thể cất giữ nhiều như vậy, còn không giống nhau một điều. Thậm chí, nàng có một cái đáng sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ nói, những thứ này một điều, kỳ thật không phải một điều, nàng nhìn thấy, chỉ là giả tượng. Những thứ này chính là Phật, những thứ này chính là ma, những thứ này chính là đạo nho, hiệp chỉ là bọn hắn cũng bị vây ở nơi đây, bị phong ấn thành từng tòa một điêu mà thôi. Nếu như nàng là bình thường yêu, nghĩ tới đây, đoán chừng đã sớm bị dọa phát sợ. Nàng lúc này ngược lại là cảm thấy, bản thân đã không có cách nào rời đi, vậy liền an tâm ở chỗ này tu luyện đi. Dù sao nhiều như vậy lợi hại đại lão, đều không thể chạy đi, nàng một cái hợp thể tiểu yêu, có tư cách gì chạy đi đâu. Thẩm vật đem diễm đặt ở Bồ Tát bên cạnh lúc, rời khỏi mấy bước nhìn một chút nhìn xem vẫn được bất quá cái này cổ đăng nếu như phối hợp phật đà có thể hay không thích hợp hơn đâu thẩm vật nói một mình không khỏi cân nhắc nếu không dành thời gian điêu khắc một cái phật đà giống tới hắn sau đó đi qua rửa rau sau đó bắt đầu nấu cơm đồ ăn tại lúc ăn cơm chiều bắc minh cầm chạy về diễm gặp qua bắc minh cầm lúc cũng không kinh ngạc bởi vì nàng trước khi đến là nghe qua yêu vương cùng nàng nói qua tại tiêu giao cư cái kia phạm nhân bên người còn có một cái nữ tu tiên giả nguyên anh tu vi xem bắc minh cầm đối thẩm vật một mực cung kính bộ dáng nàng đối với thẩm vật là giả bộ điểm này lại thêm một cái bằng chứng phụ qua vài ngày nữa thẩm vật ở trên núi tìm một đoạn thích hợp gỗ trở về cầm gỗ trở về hắn bắt đầu ở trong phòng điêu khắc phật đà pho tượng chỉ là dùng nửa ngày thời gian một tôn phật tượng thành công Hoàn thành về sau, Thẩm Vật cầm phật tượng đi đến bàn dài bên kia. Hắn đem phía trên này pho tượng cũng một lần nữa thuận một chút, sau đó đem Phật đà đặt ở cổ đăng bên cạnh. Nhìn xem Thẩm Vật buông ra cái này phật tượng, Diễm đang liều mạng hô, nhưng Thẩm Vật không cần buông ra. Nhưng mà nàng làm sao hô cũng không làm nên chuyện gì, thanh âm của nàng, Thẩm Vật giống như không nghe thấy. Nếu như nói trước đó cái kia tượng Bồ Tát trên người Phật Quan chỉ là nhường nàng cảm giác có áp lực có chút khó chịu. Cái kia lúc này cái này Phật tượng, chính là nhường nàng cảm giác ngạt thở. Cái này Phật tượng Phật quan, giống như mặt trời. Cái kia tượng Bồ Tát Phật quan so sánh ông Hòa, cái này Phật tượng thì là cường thế hơn. Nàng tại Phật quan phía dưới, cảm giác giống như là tại trên cổ của nàng trên kệ một cái vô cùng sắc bén đại đao, chỉ cần nàng hơi động một cái, liền sẽ bị này cũng cho một đao chém đầu. Thẩm giật thả Phật đà về sau, thỏa mãn ra ngoài hắn đi đến bên ngoài lúc nhìn xem cưỡi tại nhị cấp trên lưng thẩm tâm tại thẩm tâm trong tay còn cầm một khối tiểu tinh thể cái này một khối tiểu tinh thể giống như chính là thiên linh tinh hắn lúc trước cho thẩm tâm chơi khối đó mấy ngày này cũng không chút chú ý dù sao thẩm tâm so sánh ngoan hắn cũng không lo lắng thẩm tâm đem thiên linh tinh cho chơi ném đi thế nhưng là hiện tại chú ý tới lúc người khác choáng váng lớn như vậy một khối thiên linh tinh hiện tại thế mà chỉ là tại thẩm tâm trong bàn tay nhỏ tinh tế một khối nhỏ. Hắn liền vội vàng đi tới, hỏi thẩm tâm. Tầm nhi, đưa cho ngươi thiên linh tinh chỉ có lớn như vậy. Ba ba, nó bên trong có rất thoải mái đồ vật chảy tới trong tay của ta. Nó một chút xíu thu nhỏ, qua mấy ngày nay, liền biến thành dạng này. Thẩm tâm vô tội ánh mắt nhìn xem thẩm vật, giống như sợ hắn trách cứ bản thân giống như. Rất thoải mái đồ vật sao? thẩm vật nhìn không được muốn cười đi ra. Hắn lúc này đương nhiên minh bạch thẩm tâm nói là cái gì? Thẩm tâm đây nhất định là hấp thu linh khí trong đó, trước đó bắc minh cầm nói thiên phú càng là lợi hại người, hấp thu cái này linh khí trong đó càng nhanh. Điều này nói rõ thẩm tâm thiên phú rất cao, so bắc minh cầm còn cao hơn rất nhiều. Cái này khiến thẩm vật sao có thể không cao hứng đâu. Bản thân không có cách nào tu luyện, nhưng là lão thiên gia cho mình một cái dị bẩm thiên phú nhi tử hắn là phạm nhân thì sao nếu như có thể bồi dưỡng được một cái kinh thiên động địa tiên nhân cái kia giống như cũng là thật thoải mái sự tình tâm nhi khối này không có về sau cùng ta nói ta cho ngươi thêm một khối khác thẩm vật nói tạ ơn ba ba thẩm tâm mặc dù không rõ ràng cái này thiên linh tinh giá trị nhưng là hắn có thể cảm giác được thiên linh tinh nhường chính hắn mạnh lên hắn hiện tại đi đường hoàn toàn ổn mà lại hắn khí lực cũng có rất rõ ràng gia tăng nhiều như vậy chỗ tốt nếu như có thể tiếp tục đạt được thiên linh tinh tăng lên đó là đương nhiên là chuyện cầu cũng không được nhìn thấy thẩm tâm có thể nhanh như vậy hấp thu thiên linh tinh thẩm vật đang suy nghĩ muốn hay không đi tìm thiên linh tinh lúc đầu ngay từ đầu lúc hắn là định tìm cơ hội đi tìm bởi vì hắn lúc ấy cho rằng Mấy cái kia so với mình còn muốn yếu gà gia hỏa đều có thể đào được, bản thân khẳng định cũng có thể đi. Nhưng về sau Thanh Hư xuất hiện, thu hoàng lượng, cho hắn biết hoàng lượng là yêu quái. Cái này khiến hắn không dám đi. Hoàng lượng xác thực yếu, nhưng là không chừng bọn hắn có thể đào được thiên linh tinh là dựa vào bọn hắn yêu quái một chút cái khác năng lực đặc thù. Hắn tùy tiện tiến đến, không lấy được thiên linh tinh không nói, nếu là gặp được cái khác yêu quái hay là tu tiên giả cái kia tự thân liền nguy hiểm nhưng hôm nay nhìn xem thẩm tâm dạng này trong lòng của hắn không khỏi sinh ra đi mạo hiểm ý nghĩ thẩm vật ý nghĩ này tại nửa tháng sau bởi vì vì một người đến thu hồi tới người này là trước kia rời đi thanh hư lúc đầu thanh hư đến hắn tưởng rằng bởi vì vạn yêu luân kết quả thanh hư lại là tới tìm hắn hỗ trợ lúc đầu hắn cảm thấy bản thân một phàm nhân không có cách nào giúp hắn gấp cái gì. Nhưng Thanh Hư nói rõ về sau, hắn lập tức liền cảm thấy mình đi. Thanh Hư hôm nay tới đây là muốn mời hắn hỗ trợ phá một cái ván cờ. Thanh Hư xuất ra thù lao, đúng là hắn muốn thiên linh tinh. Mà lại, vừa ra tay, chính là một trăm khối. Nếu như có thể cầm tới cái này một trăm khối thiên linh tinh, vậy hắn trong thời gian ngắn, hoàn toàn không cần lo lắng thẩm tâm thiên linh tinh cung cấp vấn đề vẫn là đi phá ván cờ, cái này khiến hắn 10 điểm có lòng tin. Cho nên, hắn rất sẵn khoái đáp ứng Thanh Hư thỉnh cầu. Tại hắn bằng lòng về sau, Thanh Hư hỏi. Tiền bối, không biết ngươi có nguyện ý hay không tự mình đi? Ách! Ta không đi, cũng có thể giúp được ngươi. Thẩm giật hỏi lại. Nếu như có thể, hắn đương nhiên là không hy vọng đi suốt đầu lộ diện dù sao cũng là thanh hư loại này tu tiên giả muốn phá ván cờ khẳng định là có bảo bối gì loại tình huống này hắn hiểu được tất nhiên sẽ có rất nhiều người cùng đi thử nếu như hắn đi phá ván cờ ngay trước đông đảo tu tiên giả mặt hắn có thể không dám hứa chắc toàn bộ đều là người tốt khả năng này sẽ khiến một chút phiền toái không cần thiết ta trước khi đến cần nhắc qua tiền bối khả năng không nguyện ý rời đi cho nên theo tông môn mượn tới cái này bảo vật thiên địa toàn kính hết thảy có hai mặt. Trên người của ta mang lên một mặt, tiền bối nơi này có thể nhìn thấy ta nơi đó, cũng có thể nghe được ta bên kia thanh âm. Ngươi ở chỗ này nói chuyện, ta bên kia cũng có thể nghe được. Thanh hư trong lúc nói chuyện, dần ra một mặt bảo kính. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 46 Hải đảo bí cảnh Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Thanh Hư đem một mặt thiên địa toàn kính giao cho Thẩm Vật, sau đó bản thân đi đến ngoài phòng, xuất ra một mặt khác cho Thẩm Vật phô bày một chút, biểu hiện ra kết quả, nhưng Thẩm Vật cảm giác có chút mới lạ. Cái này rất giống là hắn một đời trước video trò chuyện, Thanh Hư nơi đó tràn cảnh hắn có thể nhìn thấy, thanh âm hắn có thể nghe được. Bất quá, hắn nơi này, Thanh Hư không nhìn thấy, vẹn vẹn có thể nghe được, mà lại hắn nơi này truyền tới thanh âm. Vẹn vẹn nắm giữ thiên địa toàn kính người nghe thấy, những người khác là không có cách nào nghe được. Đang thử kết thúc về sau, Thanh Hư không có ở đây dừng lại lâu. Bởi vì cái kia một chỗ bí cảnh thế nhưng là có rất nhiều người đang ngó chừng, nếu như đi chậm, bị những người khác đoạt trước, vậy coi như hối hận thì đã muộn. Thanh Hư rời đi nơi này về sau, liền một đường hướng Chiêu Vân quốc phương nam bay đi. Lần này phát hiện bí cảnh, cũng không phải là chính Thanh Hư phát hiện. Mà là càng không nhất khí tông đệ tử phát hiện Càng không nhất khí tông kỳ nghệ cao nhất Chính là hắn Cho nên Càng không nhất khí tông liền nhường hắn đi thử Xem có thể hay không tiến nhập chỗ này bí cảnh Hắn lúc chạy đến Phát hiện lấy thực lực của mình Còn thiếu rất nhiều Cho nên Hắn lúc này mới chạy tới thẩm vật nơi này Hướng thẩm vật xin giúp đỡ Hắn tin tưởng Lấy thẩm vật kỳ nghệ Khẳng định có thể phá giải cái kia ván cờ Thế gian này phải chăng còn có cái khác kỳ nghệ siêu tuyệt người hắn không rõ ràng cho nên hắn không dám dừng lại thêm cái kia bí cảnh bên trong có bảo vật gì hiện nay còn không biết nhưng là hắn có thể khẳng định đây tuyệt đối là một cái kinh thế chi vật thanh hư tốc độ cực nhanh từ nơi này bay đến chiêu vân quốc nam phương hải bên ngoài vẽn vẹn dùng một ngày thời gian bí cảnh chỗ vị trí là một tòa trên hải đảo hải đảo này nhắc tới cũng quỷ dị trước kia cũng không có là gần đây mới nổi lên mặt nước đây cũng là tại sao trước kia không người phát hiện nguyên nhân đuổi người tới nơi này có người đã từng nghiên cứu qua tại sao trước kia hải đảo này chưa hề đi ra gần đây cũng không có cái gì kỳ quái chuyện phát sinh tại sao đột nhiên nổi lên thế nhưng là mọi người cũng không có nghiên cứu ra thứ gì đến ngược lại là thanh hư hắn có một cái suy đoán chỗ này bí cảnh cờ hòa cùng một nhịp thở Trước kia chìm ở trong biển, bây giờ đột nhiên xuất hiện, xuất hiện thời gian, giống như cùng hắn cùng thẩm vật đánh cờ chênh lệch thời gian không nhiều. Hắn suy đoán là không phải là bởi vì thẩm vật, lúc này mới khiến cho cái này trên hải đảo phù. Hắn đi vào hải đảo lúc, phát hiện nơi đây đã hội tụ rất nhiều người. Tới đây, thật có thể nói là là loại người gì cũng có. Xuống đến phạm nhân, lên tới độ kiếp, có không ít người là chiêu vân quốc bên ngoài. Bất quá, chủ yếu người, vẫn là lấy chiêu vân quốc cảnh nội làm chủ. Dù sao đây cơ hội ngay tại chiêu vân quốc cửa nhà. Thanh hư bay xuống hải đảo lúc, lập tức có càng không nhất khí tông đệ tử đi tới nghênh đón. Cửu sư thúc, ngươi trở về. Tiến lên chào hỏi hai cái đệ tử, một cái hơn 20 tuổi, một cái ngoài 30. Hai người này đừng nhìn chỉ là càng không nhất khí tông đệ tử, nhưng bọn hắn thực lực, đặt ở chiêu vân quốc, đó cũng là nhất lưu cao thủ, hai cái đều là hợp thể tu vi hiện tại có người tại phá ván cờ sao thanh hư thẳng vào chủ đề nói có hiện tại rất nhiều người đều ở bên kia vây xem nhìn qua hơi tuổi nhỏ hơn một chút đệ tử nói ồ người nào thanh hư hơi kinh ngạc là chiêu vân quốc công chúa nàng mang tới một cái tiểu tử đang ở nơi đó thử phá ván cờ đệ tử hồi bẩm nói chiêu vân quốc công chúa nàng mang tới một cái tiểu tử. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Thanh hư trong nháy mắt có hào hứng. Chiêu vân quốc hoàng thất, tại chiêu vân quốc, thực lực coi như không tệ. Nhưng là, đối với bọn hắn càng không nhất khí tông mà nói, cũng vẻn vẹn không tệ mà thôi. Chiêu vân quốc công chúa, hắn cảm thấy thực lực cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Nàng mang tới người, lại dám đi phá cái này ván cờ, hắn thật sự là nhường hắn có chút khó có thể lý giải được thanh hư ba người nhanh chóng hướng đi bí cảnh lối vào chỗ, ở chỗ này, là một cái như mặt gương tràn cảnh. Tại mặt kính phía trên, là tung hoành 19 đường tạo thành bàn cờ. Phía trên đặt vào quân cờ, tại mặt kính phía trước, có một cái bình, bên trong đặt vào quân cờ. Lúc này chính là một thiếu niên ở nơi đó nhìn chầm chầm bàn cờ, trong tay cầm một quân cờ, trán của hắn có chút đổ mồ hôi, nhìn ra được, lúc này hắn 10 điểm khẩn trương. Hắn khẩn trương, cũng không phải là đến từ chung quanh vây xem những người này mà là cái kia trên ván cờ gây áp lực thanh hư tự mình đi thử qua hắn là rõ ràng nhất cái này ván cờ người hắn nhìn xem phía trên súng có con thanh hư kinh hãi vô cùng trên đời này lại có dạng này kỳ đạo thiên tài sao nếu như thẩm tiền bối gặp qua người này khẳng định sẽ hết sức cao hứng thanh hư thì thào nói nhỏ bởi vì thiếu niên này sở hạ quân cờ thế mà so với hắn trước đó sở hạ còn nhiều hơn. Mà lại, còn không có tiếng nhập tử cục. Điều này nói rõ, thiếu niên này kỳ nghệ, còn ở phía trên hắn. Mà lại, thiếu niên này vẻn vẹn một cái luyện khí hậu kỳ tiểu tu sĩ. Tuổi của hắn cũng rất nhỏ, Thanh Hư khẳng định, sẽ không vượt qua 18 tuổi. Thanh Hư lập tức trong bóng tối đem hắn nơi này mặt khác thiên địa toàn kính rót vào linh khí, bắt đầu sử dụng cái này thiên địa toàn kính liền ở trên người hắn không cần bay ra ngoài nó là một mặt bảo kính cũng không phải là loại kia bình thường tấm gương cho nên nó thu thập tràn cảnh hình ảnh thanh âm cũng không cần chính đối hắn sử dụng về sau lấy truyền âm nhập mật chi pháp hỏi thẩm tiền bối ngài ở đây sao hắn lấy cái này truyền âm nhập mật chi pháp truyền lời người khác nhìn không ra nhưng đối với thẩm vật bên kia sẽ không có ảnh hưởng gì bất quá, sau đó truyền đến thanh âm, là Bắc Minh cầm. Tiền bối, ngươi chờ một cái, ta ra ngoài thông tri thẩm tiền bối. Tốt, phiền phức cầm nhi cô nương. Thanh hư khách khí trả lời. Hắn cũng là biết đến, Bắc Minh cầm từ trước đến nay thẩm giật ở cùng một chỗ, hắn nhìn ra được thẩm giật đối Bắc Minh cầm có chút yêu thích. Cho nên, quản chi nàng thực lực cùng mình chênh lệch cực lớn, nhưng cũng muốn khách khí một điểm, không thể đắc tội nàng, không phải vậy, nhưng thẩm tiền bối không cao hứng, vậy liền được không bù mất. Tiêu giao cư nơi đó, Bắc Minh cầm đi đến ngoài phòng thông tri thẩm giật, thẩm giật liền thả tay xuống bên trong sự tình, đi vào trong nhà tới. Cái này thanh hư đạo trưởng phát hiện bí cảnh đến cùng là ở nơi nào, thế mà nhanh như vậy đã đến. Thẩm giật cảm khái nói. Dù sao lúc này mới qua một ngày, so với hắn trong dự đoán nhanh hơn rất nhiều. Hắn đi vào trong nhà về sau, theo thiên địa toàn kính phía trên thấy được một cái tràn cảnh đầu tiên là trên hải đảo bí cảnh lối vào cái kia bàn cờ lấy cái này bàn cờ làm trung tâm bàn cờ trước đánh cờ phía trước cùng đứng ngoài quan sát những người tu tiên kia bao quát thanh hư bọn hắn bọn người thiếu niên này thế nào thấy có mấy phần nhìn quen mắt thẩm dật nhìn thầm nghĩ trong lòng bất quá hắn cũng không nói ra dù sao chỉ là nhìn quen mắt nơi này hắn cũng không biết cách mình chỗ nơi này bao xa sẽ không có bản thân người quen biết hắn hướng thanh hư hỏi đạo trưởng chính là chỗ này cái này ván cờ sao ừm đúng thế bất quá bây giờ có người đang thử phá giải ta lát nữa lại đến đi chỉ là ta xem tài đánh cờ của thiếu niên này tinh xảo nói không chừng tiền bối ngươi sẽ cảm thấy hứng thú cho nên sớm sử dụng thiên địa toàn kính thanh hư thanh âm hồi đáp ừm thiếu niên này kỳ nghệ vẫn được, trước tạm thời nhìn xem. Thẩm vật xác thực chú ý tới thiếu niên này kỳ nghệ không tệ. Cùng tài đánh cờ của hắn mặc dù không cách nào so sánh được, nhưng so thanh hư mạnh hơn nhiều. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 47 Ác độc công chúa Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Trên hải đảo, thiếu niên đằng sau mỗi một bước cờ, cũng ở dưới kỳ chậm vô cùng. Bất quá, không có người đi lên thúc. Người ở chỗ này, đa số đều là tới thử qua. Biết cái này ván cờ lợi hại. Mà lại, lúc này cũng không người nào dám tới đây thăm dò, bởi vì bọn hắn thực lực không cho phép. Kỳ nghệ không được, tự nhiên là ở một bên nhìn xem liền tốt, làm sao có thể đi lên thúc. Thanh Hương nhìn xem, hắn cũng không lo lắng thiếu niên này sẽ đem cái này ván cờ cho phá vỡ hắn thừa nhận thiếu niên này kỳ nghệ so với mình mạnh hơn không ít, nhưng là, muốn phá giải cái này ván cờ, vẫn là kém một chút hỏa hầu. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, thiếu niên rơi xuống một tử về sau, đợi đến trên bàn cờ, sinh ra đối ứng một tử về sau, thân hình hắn lập tức bất ổn, lập tức ngồi sập xuống đất. Hắn lúc này mồ hôi tráng như nước mưa, sắc mặt tái nhợt, trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi tới. Sau một khắc, trên bàn cờ quân cờ một bộ phận biến mất, một bộ phận bay trở về bình bên trong. Vẹn vẹn lưu lại ban đầu quân cờ ở phía trên. Thiếu niên thua, Chiêu Vân quốc công chúa cùng thuộc hạ của nàng đi tới. Thiếu niên cái này vốn là đủ thảm, nhưng cái này Chiêu Vân quốc công chúa tới, lại không có một chút sắc mặt tốt. "Kha Vân, ngươi không thể thành công, xem ra bằng hữu của ngươi, ngươi là không cứu lại được." Chiêu Vân quốc công chúa lạnh lùng thốt. Thiếu niên nghe lời này, sắc mặt hơn tái nhợt. Hắn hướng Chiêu Vân Quốc công chúa giải thích nói: "Công chúa, ta đã tận lực. Ta lần này không thành công, lại cho ta một chút thời gian, ta lần tiếp theo tranh thủ phá giải ra. Lần tiếp theo, lần tiếp theo là bao lâu?" Trần Khánh tiếp qua nửa tháng liền muốn hỏi chém, thời gian cũng không chờ ngươi. Chiêu Vân Quốc công chúa lạnh lùng vô tình bộ dáng, nhưng người chung quanh không khỏi đối thiếu niên này tràn đầy thông cảm. Đặc biệt là thử qua cái này ván cờ người đều hiểu cái này ván cờ mạnh bao nhiêu. Vừa mới thiếu niên này ở nơi đó đánh cờ, có thể xuống đến một bước kia, đã là ở đây bất kỳ người nào đều không thể so. Nhân tại như vậy, làm sao hắn chỉ là cùng luyện khí tiểu tử? Đối mặt thực lực, thế lực cũng trên mình Chiêu Vân quốc công chúa, hắn chỉ có thể ăn nói khép nét. Tiền bối, thiếu niên này ngươi hài lòng không? Có muốn hay không ta dẫn đi ngươi nơi đó? Thanh hư hỏi thẩm giật vừa mới nói chuyện nữ nhân kia, là ai? Thẩm giật không có vội và trả lời hắn, mà là hỏi chiêu vân quốc công chúa thân phận. Thẩm giật nghe được lời này, Thanh Hư thế mà từ đó cảm nhận được vẻ tức giận. Cái này khiến Thanh Hư lập tức hiểu, thẩm giật hẳn là đối thiếu niên này tương đối hài lòng. Kia là chiêu vân quốc công chúa, tiền bối nếu như nhìn nàng không thích, ta có thể làm thay. Thanh Hư nói. Người đi qua đem Kha Vân kéo qua, đúng, Vừa rồi bọn hắn nâng lên cái kia trần khánh, người nếu như có thể cứu, cũng một liền cứu được. Thẩm vật nói. Hắn nghe thanh hư ngữ khí, hiển nhiên là không đem chiêu vân quốc công chúa để vào mắt, đã thanh hư có năng lực như thế, vậy liền phiền phức hắn một đạo giải quyết. Nếu như là người bình thường, thẩm vật làm ở tại chiêu vân quốc người, hắn cũng không muốn đối địch với chiêu vân quốc. Nhưng là, cái này Kha Vân, không phải người bình thường hắn ngay từ đầu liền cảm giác có chút nhìn quen mắt, về sau nhìn hắn đánh cờ lúc, thẩm giật càng thêm cảm thấy quen thuộc. Thẳng đến Kha Vân thất bại, Chiêu Vân quốc công chúa tới, kêu lên Kha Vân danh tự một khắc này, thẩm giật lúc này mới khẳng định, đây chính là hắn. Tướng mạo sấp xỉ, danh tự, mà lại giống nhau là kỳ nghệ không tệ. Thiên hạ không có khả năng xuất hiện dạng này hai người, đây chính là cùng một cái. Kha Vân, giống như tiêu trọng, đều là linh đại trấn người hắn cũng là lúc trước giống như tiêu trọng đến thẩm vật nơi này học qua người bất quá tiêu trọng là đối kiếm pháp cảm thấy hứng thú mà kha vân thì là đối kỳ nghệ cảm thấy hứng thú kha vân là một đứa cô nhi tại linh đài trấn là ăn cơm trăm nhà lớn lên nhưng hắn rất thông minh đi theo thẩm vật học cờ lúc học rất nhanh chỉ là về sau nghe nói là thân thích của hắn tìm được linh đài trấn đem hắn đón đi thẩm vật không nghĩ tới Trùng hợp như vậy, ở cái địa phương này, sẽ thấy hắn. Chỉ là, hắn nhìn qua cũng không như ý. Hắn cùng chiêu vân quốc công chúa có quan hệ, chỉ là, quan hệ này xem ra là ác. Lúc trước tiêu trọng bọn hắn một nhóm kia đứa bé, thẩm vật đối bọn hắn là rất có cảm tình. Bởi vì bọn hắn tự như là học sinh của hắn, về sau bọn hắn rời đi Linh Đại Trấn, đi đến các nơi mưu cầu đường ra. Đây đương nhiên là thẩm vật rất cao hứng nếu như có thể nhìn thấy bọn hắn trải qua không tồi, hắn đương nhiên rất vui mừng. Nếu là bọn hắn qua không tốt, vậy hắn có thể hỗ trợ, đương nhiên muốn tận lực giúp một tay. Đối phương liền xem như chiêu vân quốc công chúa, vậy cũng không thể đối với hắn như vậy được học sinh. Kha vân tình trạng, không chỉ là bị thương đơn giản như vậy, hắn hẳn là hao tổn không ít tuổi thọ. Cái kia ván cờ, phá cục thất bại, tự hồ sẽ giảm thọ. Về phần là bao nhiêu, thẩm vật không phải tu tiên giả, cũng không có đi tự mình thử qua, tự nhiên không cảm giác được. Kha Vân đã làm được như thế, Chiêu Vân quốc công chúa coi như không đáp ứng hắn thỉnh cầu, cũng không dám như vậy đối với hắn, mà lại, hắn bị thương nặng như vậy, hẳn là trị cho hắn mới đúng. Trên hải đảo, Chiêu Vân quốc công chúa vẫn còn khinh miệt nói với Kha Vân. "Kha Vân, ngươi muốn rõ ràng địa vị của mình. Là ngươi đang cầu xin chúng ta, cơ hội chúng ta cũng cho ngươi." nếu như ngươi thật không có cái này năng lực thì nên trách không đến chúng ta kha vân nắm đấm nắm chặt lúc này tất cả phẫn nộ hội tụ tới cực điểm hắn rốt cục bạo phát hắn căm tức nhìn chiêu vân quốc công chúa cả giận nói triệu đan thần là ta cầu ngươi ngươi thật coi ta cái gì cũng không biết thật sao trần khánh hắn phạm vào cái gì phát bất quá là có lẽ có sai lầm thôi các ngươi là cần một cái kỳ đạo cao thủ nhưng là ngươi đường đường công chúa, cỡ nào tôn quý, đương nhiên không nỡ đi cầu ta cái này tiểu tử nghèo. Cho nên, các ngươi cần ta chủ động đi tìm các ngươi, dạng này ngươi khả năng giữ gìn ngươi hoàng gia tôn quý. Các ngươi bắt Trần Khánh, là biết hắn là hảo huynh đệ của ta, ta sẽ không bỏ mặt hắn. Ta như các ngươi nguyện, chưa hề nói phá, đi tìm tới các ngươi, theo các ngươi đã tới nơi này. Ta cũng tận lực, ta phá cục thất bại, còn hao tổn trăm tuổi thọ nguyên đây là ta Kha Vân học nghệ không tin. Nhưng là, Trần Khánh hắn vốn là không có gì sai lầm, người giống như này ác độc, không nguyện ý đem hắn đem thả rồi. Kha Vân lời nói này, ở trên đảo trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Tin tức này xác thực quá kinh bạo, mọi người không cách nào tưởng tượng, Chiêu Vân Quốc công chúa, xinh đẹp như vậy cao quý nữ nhân, cư nhiên như thế ác độc. Nghĩ không ra triệu đang thần nữ nhân này ác như vậy, ta cái kia nhi tử ngốc còn rất ái mộ nàng đâu sau khi trở về nhất định phải hảo hảo cùng hắn nói một chút nữ nhân như vậy chọc không được có hoàn thành cảnh nội tu sĩ thầm nghĩ trong lòng hoàng gia cư nhiên như thế dối trá sao vì đối phó một tên thiếu niên mười mấy tuổi dùng như thế ti tiện thủ đoạn thật sự là buồn cười cũng có một chút tông môn tu sĩ trong lòng thì thao bất quá những người này cũng không dám lớn tiếng nói ra đa số chỉ là thầm nghĩ thực lực mạnh một điểm vậy cũng chỉ là có dũng khí nhỏ giọng nói một chút mà thôi. bất quá dù là không ai nói thẳng ra, triệu đan thần cũng là giận không kềm được. nàng đối bên cạnh một cái thuộc hạ phân phó nói. đi lên nhường cái này tiểu tử điên ngậm miệng. tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. chương 48. thanh hư lực uy hiếp. nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. triệu đan thần một cái thuộc hạ đi đến kha vân trước mặt cũng không có dư thừa nói nhảm trực tiếp nâng tay lên hướng kha vân quất tới trên tay hắn không có điều động linh khí nhưng là lấy tu vi của hắn chỉ dựa vào lực lượng của thân thể cũng không phải kha vân có thể ngăn cản huống chi lúc này kha vân vốn là suy yếu một tác này quất tới sợ là cách cái chết không xa mắt thấy tay hắn liền muốn tới gần kha vân thanh hư đột nhiên một cái lắc mình đi vào trước mặt hắn đưa tay nắm chặt triệu đan thần cái này thuộc hạ tay. Tay hắn hơi dùng sức, trực tiếp đem người này tay cho làm gãy. a à, người này quản chi là tu tiên giả, nhưng cũng không thể chịu được thống khổ này. Tiếng kêu thê thảm, vang vọng toàn bộ hải đảo. Thanh hư xem sau đó một chưởng nhẹ phải đi qua, trực tiếp đem người này quất bay ra ngoài xa mười mấy mét. Ngươi là triệu đan thần vốn định muốn lên đến quát lớn một câu, ngươi là ai, nhưng nhìn thấy thanh hư cái này phục sức, bản thân nàng sững sờ ngay tại chỗ ngươi là càng không nhất khí tông nàng cuối cùng ung dung nói ra thanh âm chi yếu hiện ra nàng lúc này xấu hổ tính ngươi còn có chút nhãn quan người này ta muốn dẫn đi mặt khác cái kia trần khánh cũng cho ta thả thanh hư nói tiền bối liền xem như càng không nhất khí tông người nhưng đây có phải hay không là quá phận hắn có thể giao cho ngươi nhưng trần khánh phạm vào ta chiêu vân quốc quốc pháp không có khả năng phóng triệu đan thần nói nàng lại nhận ra thanh hư là càng không nhất khí tông người nhưng là nàng không biết thanh hư tại càng không nhất khí tông là thân phận gì bọn hắn chiêu vân quốc hoàng thất nó thế lực cùng trong nước mấy cái đỉnh tiêm tông môn không sai biệt lắm nếu như tới vẻn vẹn càng không nhất khí tông bình thường trưởng lão bọn hắn hoàng thất cũng không có khả năng hoàn toàn nhượng bộ chỉ tiếc nàng đoán sai thanh hư tại càng không nhất khí tông thân phận không thấp chính là càng không nhất khí tông cửu trưởng lão thanh hư trực tiếp lạnh a nói Người không thả người cũng được chờ ta xử lý chuyện nơi đây tự mình đi đem người cứu ra bất quá như thế cái này chiêu vân quốc sợ là muốn thay đổi triều đại tiền bối vì một cái người không liên hệ làm gì như thế chẳng lẽ lại là ta chiêu vân quốc có cái gì đắc tội địa phương không thành triệu đan thần cảm thấy sự tình có chút không đúng càng không nhất khí tông cao thủ, không có khả năng cùng Kha Vân, Trần Khánh hai người này nhận biết. Nếu như nói bởi vì Kha Vân tài năng, nhưng Thanh Hư động bảo vệ hắn trái tim. Nhưng cũng không trở thành vì lại cứu Trần Khánh, muốn như thế tỏ thái độ đi. Lời nói làm gì nhiều như vậy, là thả người, vẫn là phải các ngươi triệu gia hủy diệt, bất quá là một câu mà thôi, rất dễ dàng quyết đoán. Thanh Hư nói. Triệu đang thần cắn môi nàng lúc này có bao nhiêu mất mặt chính nàng không cách nào tưởng tượng nếu có cái địa động cho nàng nàng có thể sẽ lựa chọn lập tức giấu vào đi ngay trước trên hải đảo nhiều như vậy tu tiên giả những người tu tiên này đa số vẫn là chiêu vân quốc nàng cái này nguyên bản cao quý công chúa lúc này lại như một cái thằng hề giống như nàng cũng muốn nhường tùy tòng của mình đi lên cùng thanh hư phân cao thấp nhưng là cùng càng không nhất khí tông đối địch lời nói cái kia bọn hắn triệu gia nhưng chính là thật xong. Nàng sau cùng một điểm lý trí, khắc chế sự vọng động của mình. Nàng cuối cùng lựa chọn cúi đầu, nàng hướng thanh hư nói. Tiền bối khăng khăng muốn cứu Trần Khánh, vậy ta trở về hướng phụ hoàng ta xin chỉ thị, thả Trần Khánh. Còn chưa thỉnh giáo tiền bối, xưng hô như thế nào? Càng không nhất khí tông cửu trưởng lão, thanh hư. Thanh hư đơn giản giới thiệu nói hắn cái này càng không nhất khí tông cửu trưởng lão danh hiệu vừa ra, triệu đan thần lập tức trong lòng may mắn vô cùng, may mắn lựa chọn của mình. Thanh hư uy danh, tại chiêu vân quốc bên trong, bình thường tiểu môn tiểu phái khả năng không biết. Nhưng là, chiêu vân quốc kia là khẳng định biết đến. Thanh hư thực lực tại Nam Chim Châu cũng là nhất lưu tồn tại, tại đánh cờ của hắn, tại Nam Chim Châu thì là siêu nhất lưu. Nếu như bỏ vào chiêu vân quốc, hắn là thuộc về không người có thế địch tồn tại nếu như chiêu vân quốc chọc giận hắn hắn lấy sức một mình liền có thể diệt đi chiêu vân quốc hắn kỳ nghệ cao siêu cho nên lại tới đây cũng là có thể lý giải nơi này đa số tu sĩ có không ít trước đó cũng đã gặp hắn bất quá lúc ấy nhìn thấy hắn người đa số giống như triệu đan thần chỉ là biết hắn là càng không nhất khí tông người về phần hắn tại càng không nhất khí tông thân phận gì cũng không có người hỏi đến. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ người nhận ra hắn. Bất quá, bỏ mặt nhận biết không biết, trước đó gặp qua hắn người, cũng đều biết, hắn thử phá ván cờ, đáng tiếc, phá cục thất bại, về sau hắn liền rời khỏi nơi này. Hiện tại hắn lại lần nữa xuất hiện, mọi người cũng không biết hắn sẽ hay không lại đi thử một lần phá cục. Thanh hư tự giới thiệu mình về sau, hắn đối sau lưng một cái càng không nhất khí tông đệ tử phân phó nói. Đỗ Duyên, ngươi theo bọn hắn cùng đi chiêu vân quốc hoàn thành, đi đem Trần Khánh mang đi tứ phương thành, linh đài trấn. Rõ. Một cái đệ tử đi tới, cung kính lĩnh mệnh. Đệ tử này đi đến triệu đan thần bên này, nói ra. Công chúa Điện Hạ, các ngươi cũng thất bại, liền không cần lưu tại nơi này đi. Đỗ duyên câu này công chúa Điện Hạ, nghe, có chút chăm chọc. Là không cần thiết. Triệu đan thần chịu đựng, sau đó mang lên tùy tùng cùng rời đi tại triệu đang thần bọn hắn sau khi đi kha vân hướng thanh hư cung kính nói cám ơn đa tạ tiền bối cứu giúp đáng tiếc vãn bối chỉ sợ là không còn sống lâu nữa sợ là không có cách nào báo đáp tiền bối ngươi không cần cám ơn ta là một vị tiền bối để cho ta cứu ngươi đang dược này ngươi ăn có thể trị liệu thương thế của ngươi thanh hư trong lúc nói chuyện trong tay xuất ra một cái đang dược tới kha vân tiếp nhận lại lần nữa nói lời cảm tạ về sau đem đan dược ăn vào. Đan dược này dược hiệu cực kỳ khủng bố, mới vừa ăn vào, bất quá một lát, Kha Vân sắc mặt liền hồng nhuận bắt đầu. Bất quá, đây chỉ là trị liệu tổn thương, hắn đã tổn hại thọ nguyên, cũng không cách nào trị liệu. Tiền bối, không biết ngài nói tới vị tiền bối kia lại là người nào. Ngài vừa rồi để cho người ta đem Trần Khánh đón đi Linh Đài trấn, chẳng lẽ nói, ngài biết ta trước kia tại Linh Đài trấn sinh hoạt qua? kha vân tò mò hỏi ách ngươi tại linh đài trấn sinh hoạt qua sao cái này ta thế mà không biết chỉ là để cho ta cứu ngươi vị tiền bối kia hắn ở tại linh đài trấn cửu đình sơn thanh hư nói thanh hư lúc này minh bạch tại sao thẩm vật sẽ để cho hắn cứu kha vân còn muốn tính cả kha vân người bạn kia khả năng không phải là bởi vì kha vân kỳ nghệ gây nên thẩm vật chú ý có lẽ là hắn cùng thẩm vật là nhận biết Linh Đài Trấn, Cửu Đình Sơn. Kha Vân nghe cái này đã lâu danh tự, cái tên này, nhưng hắn nghĩ tới mấy năm trước tại tiêu giao cư học tập thời gian. Khó nói là thẩm thúc thúc để ngươi cứu ta. Kha Vân nói ra lời này thời điểm, chính hắn cũng cảm thấy có chút điên cuồng. Bởi vì hắn trước kia ở nơi đó tiêu giao cư học tập lúc, hắn thế nhưng là nhớ rõ, thẩm vật là phạm nhân không sai. Mặc dù hắn biết thẩm thúc thúc rất lợi hại, trong lòng của hắn hắn so rất nhiều tu tiên giả cũng lợi hại hắn ngoại trừ tu tiên cái gì cũng biết thế nhưng là lợi hại thì lợi hại có thể làm cho càng không nhất khí tông cửu trưởng lão cứu hắn mà lại thanh hư vẫn là lấy tiền bối tương xứng đây có phải hay không là có chút khoa trương hắn cũng làm cho thanh hư giật mình thẩm thúc thúc nguyên lai like ngươi cùng thẩm tiền bối quan hệ như thế thân cận tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương 49. Tiền cốt. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thanh hư vốn cho rằng Kha vân cùng thẩm vật vẹn vẹn nhận biết mà thôi, nhưng Kha vân một tiếng này thẩm thúc thúc, hiển nhiên không phải bình thường quan hệ. Thật sự là thẩm thúc thúc sao? Kha vân gặp Thanh hư thừa nhận, bản thân ngược lại là có chút choáng váng. Như lời ngươi nói thẩm thúc thúc, có phải hay không thẩm giật tiền bối? Thanh hư xác nhận nói. Từng đây chính là thẩm thúc thúc danh tự kha vân nói kha vân lúc này trong lòng chấn động vô cùng hắn tuyệt đối không nghĩ tới dạy tài đánh cờ của mình thẩm thúc thúc lại là một cái siêu cấp cao thủ càng không nhất khí tông cửu trưởng lão đều muốn xưng hô tiền bối hắn khó có thể tưởng tượng đây là có mạnh cỡ nào ngươi trước đi theo ta chờ ta phá vỡ cái này ván cờ lại dẫn ngươi đi thẩm tiền bối nơi đó thanh hư nói tiền bối muốn phá cái này ván cờ sao cái này ván cờ rất khó tiền bối cẩn thận một chút kha vân hảo tâm nhắc nhở hắn mặc dù biết thanh hư thực lực hẳn là rất mạnh nhưng là hắn không biết thanh hư kỳ nghệ như thế nào dù sao hắn một cái luyện khí tiểu tu sĩ làm sao có thể hiểu rõ thanh hư yên tâm có thẩm tiền bối cho ta chi chiêu thanh hư nhỏ giọng nói với hắn thẩm thúc thúc sao Kha Vân nghe xong, lập tức cảm thấy ổn. Bởi vì hắn là đi theo thẩm vật học qua, hắn biết thẩm vật kỳ nghệ mạnh bao nhiêu. Hắn thấy, thế gian này, thiên thượng thiên hạ, đơn thuần kỳ nghệ, sợ là không người là thẩm vật đối thủ. Sau đó, Thanh Hư hướng đi ván cờ trước đó. Kha Vân cùng càng không nhất khí tông một người đệ tử khác cũng hướng nơi đó đi tới. Nhìn xem Thanh Hư đi qua, nơi này người vây xem lập tức hai mắt phóng quang thanh hư lại muốn tới thử có trò hay có thể nhìn lần trước thanh hư đã thất bại lần này thử lại hẳn là có nắm chắc thanh hư đi đến bàn cờ trước sau truyền âm nhập mật nói với thẩm vật thẩm tiền bối ngươi thấy ván cờ sao ừm thấy được tiếp xuống ngươi dựa theo ta nói tới lạc tử là được thẩm vật thanh âm lập tức truyền tới rõ thanh hư nói phía trên này ván cờ thẩm vật nhìn một chút xác thực coi như cao minh. Đợi chút nữa cái này quân cờ sẽ làm sao xuống, hắn cũng rất chờ mong. Sau đó, thẩm giật phụ trách nói như thế nào lạc tử, thanh hư nghe xong, không hề do dự nhanh chóng lạc tử. Thanh hư lạc tử về sau, ván cờ phía trên, lập tức lại nhiều một quân cờ. Thẩm giật xem về sau, lại nhanh chóng quyết định bước kế tiếp vị trí. Thanh hư lạc tử tốc độ, một mực không có chậm lại. Cái này khiến chung quanh vây xem tu tiên giả cũng trong lòng âm thầm bội phục vô cùng. Không hổ là thanh hư tiền bối, không hổ là nam chim châu kỳ nghệ cao siêu nhất tu sĩ. Lần trước thất bại về sau, nhanh như vậy liền nghĩ ra phá cục chi pháp. Tại thẩm giật chỉ điểm phía dưới, vẹn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ, cái này ván cờ liền bị phá. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người trố mắt. Ván cờ phá vỡ một khắc này, trước đó trên bàn cờ xuất hiện một cái cửa, cái cửa này, tại hoàng nghênh Thanh Hư. Các ngươi đi theo ta. Thanh Hư đối Kha Vân cùng một người đệ tử khác nói. Hắn dẫn đầu đi lên, tùy tiện xuyên qua cái này đạo môn. Nhưng là, Kha Vân cùng càng không nhất khí tông đến người đệ tử kia lại bị ngăn ở ngoài cửa. Thanh Hư đi qua cánh cửa bên kia, nhìn lại, không thấy được Kha Vân cùng tên đệ tử kia. Hắn nói với thẩm giật. Tiền bối, giống như bọn hắn không thể vào tới hẳn là muốn phá cục người, mới có thể thu hoạch được tán thành, lại tới đây. Thẩm giật nói. Vừa mới ván cờ, mặc dù chưa nói tới nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhưng hắn cũng chạy tới bày ra ván cờ người kia kỳ nghệ lợi hại. Mà lại, cái này ván cờ bố tại nơi này, khẳng định không bằng bản thân linh hoạt. Cho nên, bố cục người kỳ nghệ, hẳn là cao hơn nữa. Đối với một cái kỳ nghệ cao siêu như vậy tu tiên giả, thẩm giật cũng rất tò mò, hắn cái này bí cảnh bên trong đến tột cùng sẽ giấu có dạng gì bảo vật tại thanh hư tiến nhập bí cảnh một khắc này thẩm dật liền bắt đầu chú ý xem trong này hết thảy trong này là một cái rất lớn hành lang hành lang hai bên trên vách tường có từng mai từng mai quân cờ đồ án không nói đúng ra những quân cờ này nhìn qua càng giống là tinh thần thanh hư tại hành lang bên trong cẩn thận từng ly từng tí đi một đoạn đường gặp được một cái lầu cát hắn đi lên trước, xác nhận không có nguy hiểm gì về sau, nhẹ nhàng đẩy ra cái này một cái cửa gỗ. Tại hắn đẩy ra cửa gỗ lúc, đập vào mi mắt, lại là một cái kim sắc khô lâu cốt. Cái này khô lâu xương, là người. Chỉ là, cái này xương cốt vàng ống ánh, giống như là tại xương cốt trên đánh một tầng kim nước sơn giống như. Kim cốt, đây là tiên nhân. Thế nhưng là tiên nhân thi cốt, là thế nào xuất hiện tại hạ giới? Thanh hư người thấy choáng, liên quan tới tiên cốt hắn là nghe nói qua nhưng là tận mắt nhìn đến cái này còn là lần đầu tiên bọn hắn càng không nhất khí tông ra không ít tiên nhân cùng thượng giới cũng là có nhất định liên hệ người hạ giới vượt qua tiên kiếp về sau phi thăng lên giới sẽ kinh lịch tiên giới lôi trì trải qua lôi trì rèn luyện phàm xương sẽ tiến hóa làm tiên cốt biến thành kim sắc bộ dáng tiên cốt đương nhiên cũng có rơi xuống hạ giới nhưng đều chỉ là một bộ phận có khả năng một chút ngón tay, ngón chân, xương đầu loại hình. Thế nhưng sợ chỉ là một phần nhỏ, bất kỳ cái gì một cái lấy được người, đều sẽ thu hoạch được cực lớn kỳ ngộ. Giống như bây giờ, một cái hoàn chỉnh tiên nhân tiên cốt, tại hẳn là tại hạ giới lần thứ nhất xuất hiện. Bởi vì tiên giới tiên nhân sau khi chết, cũng là tán tại tiên giới. Bọn hắn thi cốt, sẽ chỉ bởi vì một chút lưỡng giới không ổn định nguyên nhân, có một bộ phận rơi xuống hạ giới tới trước mắt cái này tiên nhân nhìn qua càng giống là đi vào hạ giới về sau lúc này mới qua đời có thể đi vào hạ giới tiên nhân hắn thực lực tuyệt đối là tại tiên quân phía trên bởi vì tiên quân đều chỉ có thể chuyển thế tiên quân chuyển thế sẽ quên đã từng ký ức chính là một cái mới phạm nhân chỉ là tiên quân chuyển thế phạm nhân tư chất siêu tuyệt tốc độ tu luyện cực nhanh tại bọn hắn tương lai thực lực tăng lên về sau cũng sẽ tìm tới một đời trước ký ức chỉ là, khi đó một đời trước ký ức, vẹn vẹn làm đã từng ký ức, sẽ không ảnh hưởng chủ thể. Một cái có thể hạ phàm tiên nhân, đến cùng là chết như thế nào? Thanh hư lẩm bẩm nói, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Hắn đi đến khô lâu cốt bên cạnh, cẩn thận quan sát một chút, nơi này không có cái gì. Cuối cùng đành phải nhìn về phía một bên, ở một bên, có một trương bàn ngọc, tại bàn ngọc phía trên, đặt vào một cái hộp. Hắn đi qua, khẽ mở hộp. Tại trong hộp, phía trên nhất đặt vào một cái ngọc giản, tại ngọc giản phía dưới đặt vào một quyển sách. Quyển sách này chất liệu xem xét liền không giống thế gian, hẳn là cái này tiên nhân theo tiên giới mang tới. Thanh Hư đưa tay cầm lấy ngọc giản này, hắn thôi động linh khí. Sau một khắc, ngọc giản phía trên lập tức toát ra một người hình chiếu. Người này thân mang tử kim sắc hoa phục, nhìn qua mười điểm uy nghiêm. Không chỉ là thần tiên uy nghiêm còn có thượng vị giả uy nghiêm vị này tiên nhân hẳn là đã từng chỉ huy vô số tiên nhân tồn tại có thể nhìn thấy ta người hữu duyên người tốt bản tọa chính là tiên giới hoa dương đế quân thống lĩnh một phương tiên vực bởi vì cùng tiên lam đế quân tranh đoạt đại vị lúc thất bại bỏ chạy đến tận đây giới tại giới này ta tự biết đã không thể cứu vãn cho nên nghiên cứu tự thân công pháp đem hoàn thiện chỉ tiếc hoàn thiện về sau ta cũng không được cho nên, công pháp này cũng chỉ có thể đủ truyền cho người hữu duyên. Muốn luyện công pháp của ta, ngươi đi đến ta tiên cốt trước, đưa ngươi linh khí rót vào ta tiên cốt. Nếu như tiên cốt tiếp nhận ngươi, ngươi có thể tu luyện công pháp này. Nếu như không có nhận thụ ngươi, vậy ngươi có thể cầm lấy bên phải cái kia cái hộp nhỏ bên trong ngọc giảng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 50 Kha Vân Dung Tiên Cốt nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio dung hợp tiên cốt thanh hư cũng là biết đến một phàm nhân một khi dung hợp tiên cốt cái kia thiên phú sẽ thu hoạch được tăng lên cực lớn chỉ là trước kia thu hoạch được tiên cốt lại đem dung hợp cái kia đều chỉ là một bộ phận cái này thế nhưng là một bộ hoàn chỉnh mà lại là một cái đế quân hoàn chỉnh tiên cốt đem dung hợp có thể tăng lên đến mức nào cái này thanh hư cũng không tưởng tượng ra được mà lại trong lòng của hắn còn có một tia lo lắng đó chính là cái này tiên cốt phía trên phải chăng còn có hoa dương đế quân nguyên thần nếu như vẫn tồn tại cái kia dung hợp tiên cốt lúc có thể hay không bị hoa dương đế quân đoạt xá thanh hư đứng tiên cốt trước mặt do dự hồi lâu nhưng là cuối cùng vẫn là nhìn không được cái này tiên cốt dụ hoặc nếu như tiên cốt phía trên có nguyên thần chỉ sợ lúc này liền sẽ xâm nhập ta linh hải đem ta đoạt xá thanh hư dứt lời, trên tay khoảng ra linh khí, linh khí chảy vào tiên cốt. Tại hắn linh khí tiến nhập tiên cốt một khắc này, nhìn thấy ngồi dưới đất tiên cốt trong nháy mắt động. Tiên cốt đứng lên, chính đối thanh hư, dừng lại một lát, trong nháy mắt bước nhanh hướng về phía trước chỗ lối đi chạy tới. Cái này đi rồi. Thanh hư ngốc tại chỗ, hắn không nghĩ tới, không có cách nào dung hợp cái này tiên cốt, thế mà lại là như thế này. Tiên cốt trực tiếp chạy, cái này cái kia có thể nghĩ đến. Không thể dung hợp tiên cốt, Thanh Hư cũng chỉ có thể lựa chọn đi mở ra một bên cái hộp kia. Cái này một cái hộp so với vừa rồi hắn mở ra cái kia, còn muốn nhỏ một chút. Tại trong hộp, cũng có một khối ngọc giảng. Tại ngọc giảng bên cạnh, còn có một cái bàn cờ, một cái bình ngọc. Hắn đem linh khí rót vào ngọc giảng, sau một khắc, nhìn thấy ngọc giảng phía trên lại lần nữa xuất hiện hoa dương đế quân hình chiếu nếu như ngươi thấy được cái này ngọc giảng nội dung, nghĩ đến là tiên cốt không có lựa chọn ngươi. Ngươi có thể tiến nhập ở trong đó, cũng coi là có cơ duyên. Cái này trong hộp bí mật bàn cờ, từng là ta chỗ làm bảo vật, liền đem nó tặng cho ngươi. Còn có cái kia một bình tiên linh đan, hết thảy có bảy viên, cũng cùng nhau tặng cùng ngươi. Nhưng hy vọng ngươi giúp ta một chuyện, thay ta đem trước trong hộp quyển sách kia giao cho thu hoạch được tiên cốt dung hợp ngươi nếu như tiên cốt dung hợp người quá yếu, thay ta bảo hộ hắn một đoạn thời gian, nếu như hắn có thể tự vệ, đem viết giao cho hắn liền tốt. Bản tọa mặc dù đã chết, nhưng là, nếu là quyển sách kia ngươi không có thay ta kết giao tiên cốt dung hợp nhân thủ bên trong, ngươi lại nhận bản tọa nguyên rủa. Hy vọng ngươi có thể thận trọng quyết định. Hoa dương đế quân bàn giao kết thúc về sau, hình chiếu lại biến mất không thấy. Thanh hư đem bí mật bàn cờ thu lại, cái kia một bình tiên linh đang cũng thu. Sau đó tại một cái khác trong hộp đem quyển sách kia cầm lên, hắn lại quan sát một chút nơi này, bốn phía không có thứ khác. Hắn lập tức quay người rời đi, dọc theo hành lang đi ra ngoài. Đến ra khỏi lúc, nơi này một tầng bình chướng liền giống như màn nước, hắn tùy tiện liền đi xuyên qua. Hắn đi ra lúc, nhìn thấy rung động một màn. Lúc này Kha Vân cả người lơ lửng giữa không trung, trên thân tản ra kim quang càng không nhất khí tông đệ tử cũng nhanh chóng tiến lên, hướng hắn bẩm báo nói. Cửu trưởng lão, tại vừa rồi, bí cảnh bên trong lao ra một vệt kim quang, đột nhiên đánh vào Kha Vân trong cơ thể của hắn, sau đó hắn cứ như vậy. Kim quang. Không thấy rõ là cái gì không? Thanh hư nghiêm túc hỏi. Không có. Tên đệ tử này lắc đầu. Không có việc gì, chúng ta đợi một hồi, hắn sẽ không có chuyện gì. Thanh Hư nói cửu trưởng lão ngươi ở bên trong có nhìn thấy bay ra ngoài là vật gì sao đệ tử tò mò hỏi không thấy được thanh hư thề thốt phủ nhận hắn nhất định phải phủ nhận nếu như hắn nói ra được là tiên cốt một cái hoàn chỉnh tiên cốt dung hợp đến kha vân trên thân vậy trong này nhiều như vậy tu tiên giả bọn hắn tuyệt đối sẽ không hy vọng kha vân trưởng thành bởi vì một người dung hợp một tiết tiên cốt liền có thể tại tu tiên giới nhất lên gió tanh mưa máu cái này dung hợp chính là một cái hoàn chỉnh cái này còn không trực tiếp đem toàn bộ tu tiên giới cũng lật ngược nha đệ tử cũng tin tưởng thanh hư dù sao hắn không cho rằng tông môn trưởng lão sẽ ở việc này phía trên lừa gạt hắn bọn hắn đợi đã lâu kha vân trên người kim quan biến mất người khác từ không trung chậm rãi rơi xuống lúc này kha vân nhìn qua sau trước đó càng thêm có khí chất cứ việc trước đó Kha Vân cũng là khí chất phi phạm thiếu niên, nhưng bây giờ khí chất lại là trước đó mấy lần. Bất quá, khí chất mặc dù tăng lên, nhưng tu vi của hắn cũng không có thay đổi. Vẫn như cũ là một cái luyện khí hậu kỳ nhập môn tu tiên giả. Hắn nhìn thấy Thanh Hư lúc, mới vừa muốn nói gì, Thanh Hư trực tiếp đưa tay ngăn trở hắn. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Thanh Hư sau đó trong tay gọi ra một chiếc linh chu, linh chu bay tới không trung, trong nháy mắt biến lớn thanh hư đưa tay giữ chặt kha vân bả vai hướng không trung bay đi càng không nhất khí tông người đệ tử kia cũng đi theo nhanh chóng bay đi lên lên linh chu về sau thanh hư đối thẩm vật bên kia nói ra tiền bối ta trước cắt đứt liên lạc chờ trở lại hắn nói sau đó hắn không còn lấy linh khí khởi động thiên địa toàn kính tại tiêu giao cư nơi đó thẩm vật bên kia liền như là bị cúp điện thoại hình ảnh cùng thanh âm cũng bị mất thẩm vật đi ra ngoài phòng bắc minh cầm tiếng lên hỏi tiền bối sự tình xử lý xong Ừm. thẩm vật gật gật đầu thẩm vật đi ở một bên một trương ghế đu phía trên dựa vào đối với cái kia trên hải đảo sự tình cho hắn rung động không nhỏ cái kia bí cảnh lại là một cái tiên giới đế quân lưu lại mặc dù hắn không biết tiên giới đế quân đến cùng là mạnh cỡ nào tồn tại nhưng nghe bắt đầu liền rất không bình thường đương nhiên nhưng hắn rung động là cái kia tiên cốt lựa chọn tiên cốt thế mà lựa chọn kha vân lúc trước hắn dạy cái kia một đám tiểu tử tiêu trọng bây giờ tại ngự kiếm tông tu luyện không biết hiệu quả như thế nào kha vân bây giờ dung hợp hoa dương đế quân tiên cốt tương lai nhất định có thể nhiều đất dụng võ hắn không khỏi có chút chờ mong những người khác không biết cái khác tiểu tử bây giờ cũng lẫn vào như thế nào tựa ở cái này ghế đu phía trên hắn thế mà cảm giác bản thân già đi rất nhiều nghĩ đến cái khác người xuyên việt đi vào thế giới khác một đường bậc hắc hiện ra vương bá chi khí mua chuộc vô số mỹ nữ vào lòng mà hắn nhìn bản thân không có nhân vật chính mệnh ngược lại là bản thân những học sinh này nhìn rất có nhân vật chính mệnh thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua thanh hư mang theo kha vân đi vào cửu đình sơn bên ngoài liền ngừng linh chu bởi vì tiếp tục hướng phía trước này lại hiện ra hắn đối thẩm vật không tôn trọng hắn đương nhiên sẽ không làm đi tại đi hướng tiêu giao cư trên đường kha vân chỉ cảm thấy lại quen thuộc vừa xa lạ mấy năm không có tới nơi này nhìn không có thay đổi gì nhưng là lần này lại đến tiêu giao cư cùng trước kia lại hoàn toàn không giống trước kia chỉ cho rằng thẩm vật là một cái cái gì cũng biết rất lợi hại một phàm nhân nhưng hôm nay biết đến thẩm vật có thể làm cho càng không nhất khí tông người cứu hắn, hiển nhiên là một vị rất lợi hại cao nhân. Cho nên, hắn lần này tới gặp tiêu giao cư, cảm giác có chút khẩn trương. Về phần càng không nhất khí tông người đệ tử kia, hắn là tràn ngập tò mò. Bởi vì ở trên đường thời điểm, Thanh Hư nói, muốn tới gặp vị tiền bối này là chỉ điểm Thanh Hư phá ván cờ cao nhân. Vị cao nhân này thâm bất khả trắc, gặp mặt lúc, nhưng hắn muốn tôn trọng một điểm, không thể đắc tội có thể làm cho bọn hắn càng không nhất khí tông cửu trưởng lão cũng như thế tôn trọng bực này kỳ nhân hắn không hiếu kỳ liền không bình thường tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả